lộ lộ mọi người nghe được chưa <cười> rồi <cười> chủ đề muôn thuở năm nào cũng thế vợ chồng nào lấy nhau cũng thế ai đi làm rồi cũng thế có mấy cặp vợ chồng nào lấy nhau mà không khủng hoảng đâu đến tôi lấy tôi còn khủng hoảng nữa mà. các bạn bị là bình thường Trời ơi quá bình thường không có gì là nghiêm trọng cả đời nó vốn thế thế người ta mới gọi là đời là vô thường đúng không đời nó nó luôn biến đổi, có những lúc nó biến đổi tốt và có những lúc nó biến đổi xấu đi, à, nó gọi là hình xin á, mình lên voi rồi mình xuống chó, thì nhờ những cái lần hình sin đó mà chúng ta trưởng thành. Chúng ta không có những cái cuộc đời hình sin chúng ta không trưởng thành được đâu, nhá. Yeah. Chẳng có ai mà cuộc đời may mắn cả đời cả mà cũng chẳng có ai mà đen tối cả đời cả. Những cái hình sin á, những cái nút thắt cuộc đời nó va vào đời của chúng ta. Bản chất nó là những cái bài học. Nó là những bài học thôi. Mình không học được nó thì mình tiếp tục mình đi học lại. Nên có những người là bị đau khổ năm lần bảy lượt là vì không học được bài học. Khi nào mà chúng ta học xong bài học á, thì ngay lập tức chúng ta chuyển sang một cái giai đoạn mới. Khi mà chúng ta kết thúc được lớp 1 không bị đúp thì chúng ta phải được lên lớp 2. Dòng chảy cuộc đời nó cũng thế. Cuộc đời là một trường học, một trường học khổng lồ mà người ta không phân chia lớp. Người ta không chấm điểm. Đúng không các bạn? Nhưng mà ai đúp thì cứ đúp thôi. Các bạn có để ý là có những người lập gia đình 5 lần vẫn đau khổ không? lấy bà vợ thứ thứ, thứ nhất 3 4 năm sau ly hôn, lấy bà vợ thứ hai, 2, 2 3 năm sau ly hôn, lấy bà vợ thứ ba, 1 2 năm ly hôn, lấy bà vợ thứ tư, 3 tháng ly hôn. Tức là năng lực học đúp càng ngày càng ngắn lại. Ngày xưa là 4 năm, 5, 5 năm mới mới đúp, nhưng đến bà vợ thứ tư thì nhiều khi nửa năm là đúp rồi. Các bạn thấy chưa? Tức là cái vòng chảy cái vòng tròn của gia đình ấy, nó không cho chúng ta được bài học thì chúng ta tiếp tục đục tại sao nó không cho chúng ta bài học tại sao có một lý do rất đơn giản vì chúng ta không chịu đúc kết nó chúng ta không chịu nhìn sâu vào nó mình không chịu nhìn sâu vào vấn đề thì mình không hiểu vấn đề bây giờ lại đặt một câu hỏi tiếp làm thế nào để nhìn sâu vào vấn đề nhìn sâu vào vấn đề là nhìn vào bốn cái cô vợ mình lấy rồi mình ly hôn ấy. mình nhìn vào bốn cái ông chồng mình quen rồi mình ly hôn ấy. hay mình nhìn vào bốn cái đứa con mà đứa con nào mình dạy dỗ cũng không nên hồn hay là chúng ta nhìn vào ai ở đây các bạn suy ngẫm thử xem chúng ta nhìn vào ai lập gia đình bốn lần rồi bốn lần ly hôn quen bốn anh chồng khác nhau rồi bốn anh chồng đều đá đít mình hoặc mình đã đít ảnh đẻ bốn đứa con rồi dạy dỗ vẫn không nên người. Nhìn ai? Chúng ta cần năng lực nhìn sâu vào ai? Chúng ta phải nhìn sâu vào ai. Các bạn hình dung chưa? Và đây là cái lỗi lớn nhất của loài người chúng ta. Chúng ta chỉ có năng lực đi soi lỗi người ta. Chúng ta chỉ có năng lực đi soi ra bên ngoài mình thôi Không có năng lực soi vào bên trong của chính mình Có một cái câu chuyện rất hay Có một cái câu chuyện rất hay Là ngày xưa loài người và muôn loài sống chung với nhau Tất cả mọi loài đều sống chung với nhau Trong đó nổi trội lên hai cái loài mạnh nhất Đó là loài người và loài quỷ Loài quỷ và loài người mạnh nhất, khôn nhất Thì hai cái loài này nó chơi với nhau và nó Hay đố nhau Chơi trốn tìm, con nít hay chơi trốn tìm Chơi đánh đố nhau Thì đánh đố hàng chục lần, hàng trăm lần Thì loài quỷ luôn luôn thua Loài người luôn luôn thắng Trốn chỗ nào thì loài người cũng tìm được Loài quỷ có núp chỗ nào thì loài người cũng tìm được không chạy cách nào được lấy một món đồ gì ra cho tất cả mọi người xem xong giấu đi thì loài người không sớm thì muộn cũng tìm được tất cả những cái con quỷ con ấy, nó bí quá nó mới chạy về nó mới hỏi cái con quỷ chúa là loài người thông minh quá mời uh, quỷ chúa bày mưu tính kế làm thế nào để cho tụi con chơi một cái trò gì mà thắng được loài người Thì quỷ chúa mới bảo Mới suy nghĩ một hồi Mới bảo mấy con quỷ con Bây giờ tụi con Giấu tất cả mọi thứ ở bên ngoài nó Nó đều tìm được Vì nó thông minh lắm Bây giờ mình giấu vào bên trong nó Nó sẽ hết tìm được Vì cái trí thông minh của loài người Là cái trí thông minh hướng ra bên ngoài Chỉ có đi soi bên ngoài thôi Soi lỗi người khác thôi Chẳng bao giờ đi soi lỗi chính mình cả nên mình cất trong tim của nó Cất cái gì Và Cái gì mà chiều tượng nhất cất Cất hạnh phúc Thế là mấy con quỷ con Nó mới mang cái hạt giống hạnh phúc Nó cất trong tim của mỗi con người Khi mà con người của chúng ta ngủ say à Nó cất Xong rồi sáng sớm hôm sau Nó mới đố Đố tụi mày tìm được Cái hạt giống hạnh phúc giờ ở đâu thế là nguyên đám con người bắt đầu hì hụi đi tìm nghĩ là kỳ này chắc cũng thắng loài quỷ thôi chắc tìm một hai hôm là ra đâu có biết tìm mấy nghìn năm rồi chưa ra từ lúc loài người xuất hiện trên trái đất đến bây giờ hàng nghìn năm đã trôi qua bao nhiêu nền văn minh mà chúng ta tự hào là loài văn minh nhất thế giới đấy nhưng rồi chúng ta vẫn có cái thói quen cũ là loay hoay tìm ra bên ngoài còn những cái hạnh phúc đích thực nó nằm ở bên trong những cái hạt giống đích thực nó nằm ở bên trong thì chúng ta lãng quên và đó là cái câu đố một cái trò chơi giữa người và quỷ mà đến bây giờ loài người vẫn chưa thắng được loài quỷ là vì thế ở đây có bạn nào thắng được con quỷ ở bên trong mình chưa bên trong chúng ta cũng có một con quỷ đấy con quỷ gì con quỷ của của lòng tham của sự đố kỵ của sự ích kỷ của sự si mê của sự thiếu hiểu biết cứ nghĩ là mình biết rồi cứ nghĩ là mình học như thế là đủ rồi cái con quỷ đó nó ngăn cản những cái phẩm chất tốt đẹp của chúng ta được chuyển nở bên trong của chúng ta có những cái hạt giống rất là đẹp hạt giống hạnh phúc là một hạt giống rất đẹp nhưng làm thế nào để tưới tầm cho nó hạnh phúc ở đây chúng ta để ý này khi chúng ta xoay cái trí thông minh ra bên ngoài chúng ta tìm cầu về thành công chúng ta tìm cầu về nhà cửa chúng ta tìm cầu về danh vọng tiền bạc hỏi các anh chị đang ngồi ở đây này có thể có rất nhiều tiền để hỏi một câu rất thật lòng. Chúng ta thực sự tưới tầm được hạt giống hạnh phúc chưa? Thực sự chúng ta đã tưới được cái hạt giống hạnh phúc để nó mọc lên từ bên trong của mình chưa? Hay chúng ta chỉ tưới được hạt giống của tiền bạc thôi? Các bạn hình dung chưa? Nên để đánh thức cái bản thể phi thường bên trong mỗi con người không dễ đâu không dễ đâu nha yeah. cái bản thể phi thường bên trong mỗi chúng ta những hạt giống ngủ ngầm bên trong mỗi chúng ta làm thế nào để chúng ta nhận diện nó làm thế nào để chúng ta thấu triệt được nó làm thế nào chúng ta có thể hiểu nó một cách sâu sắc để rồi tưới tầm nó nó mọc lên thành một cái cây nhân cách nó mọc lên thành một cái sự hạnh phúc viên mãn để rồi cuộc đời của các bạn sinh ra lớn lên già rồi mất biến thành một di sản, không còn là một sản phẩm nữa. Cuộc đời của chúng ta có ba cái mảng rất là lớn này. Ba cái món ăn chơi liên quan đến cuộc đời của chúng ta khi chúng ta chết. Người ta sẽ đánh giá mình thông qua ba cái món ăn chơi này. Món ăn chơi thứ nhất, cuộc đời của chúng ta là một sản phẩm do chính chúng ta tạo ra, các bạn công nhận không? Chúng ta tự sinh ra 70 năm và toàn bộ cuộc đời của các bạn được vẽ lại là một sản phẩm. Sản phẩm này ai vẽ? Chính chúng ta vẽ. Nhưng có những người họ không chấp một, không chấp nhận một sản phẩm, mà họ lại quyết tâm biến sản phẩm thành tác phẩm. Cuộc đời của họ là một tác phẩm. Mà đã là tác phẩm thì nó để đời, nó biến thành di sản. Nó không còn là một tài sản nữa. Sản phẩm thì là tài sản. Nha. Yeah tác phẩm thì là di sản và phần đông của chúng ta thì để lại cuộc đời là một phế phẩm chưa chắc đã được là sản phẩm đâu tài sản thì còn cho người ta dùng được các bạn hình dung không cuộc đời của mình mình còn cho đi rất nhiều mình còn cho rất những người thân quen cho bạn bè đồng đội rất nhiều để họ còn sử dụng được nhưng nó chưa thành một tác phẩm Hầu hết chúng ta nhé 8-90% cuộc đời là một phế phẩm Các bạn nghiệm đi xem có đúng không Tức là cho không ai thèm nhận đấy Các bạn vẽ lại cuộc đời của mình Từ lúc không cho đến lúc 70 tuổi Sao các bạn cầm cái tờ giấy mình vẽ Đúng thực tế mình có nhé Các bạn cho người ta Người ta đọc xong người ta nói tôi không nhận Tôi không nhận cái cuộc đời này thành cái thứ để tôi sử dụng. No, tôi xây nô no với nó hầu hết chúng ta cuộc đời là những phế phẩm thế mới đau buồn các bạn thấy chưa nên cách chúng ta sống cách chúng ta trưởng thành cách chúng ta lớn lên giữa cái dòng đời này, này nó quyết định chúng ta là sản phẩm là tác phẩm hay chúng ta quay trở về một phế phẩm cuộc đời <laughs> một thế hệ gà công nghiệp chúng ta nuôi dạy trẻ thành một thế hệ gà công nghiệp nuông chiều ỷ lại tị nạnh chẳng có tự giác cái cái gì cả chẳng có cái ước mơ gì đủ lớn cả thì sinh ra một sản phẩm đã khó rồi chứ huống chi làm sao được một tác phẩm cuộc đời của nó trở thành một phế phẩm yeah. đó thì ngày hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá khám phá cái bản thể bên trong của chúng ta cách nào để chúng ta gieo những cái hạt giống gì tưới tầm nó ra sao để nó mọc lên để cho ít nhất chúng ta trở thành một sản phẩm tốt sản phẩm mà ai cũng muốn dùng một cái sản phẩm tốt và nếu tuyệt vời hơn nữa chúng ta trở thành một tác phẩm một cái gì đó để đời cho con cháu nó noi theo những cái đóng góp nó có chiều sâu cho cái cuộc sống này Cuộc đời của chúng ta có 6 giai đoạn Có 6 giai đoạn cuộc đời Và chúng ta để ý là hầu hết cuộc đời của chúng ta Nó từ phế phẩm cho đến sản phẩm thôi Đầu tiên nó được sinh ra Rồi lớn lên được ăn học một tí Rồi đến tuổi tin, đến tuổi mười mấy, hai mươi mấy Bắt đầu yêu đương lung tung Rồi thói hư tật xấu nó nhiễm vào người của chúng ta rồi lớn lên một tí Va vào một anh chàng nào đó Va vào một bóng hồng nào đó Phải lòng nhau Thế là cưới nhau Đôi khi cưới nhau bằng sự tự giác Mà đôi khi cưới nhau do bác sĩ nó bắt cưới Đấy Thì Chỉ vì chúng ta lỡ va vào nhau trong cuộc đời Rồi chúng ta cũng làm cha làm mẹ Rồi cũng sinh con ra Rồi cứ như thế chúng ta cày bừa 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối, cày bừa ngày nào cũng cày bừa để gì? Lo cho cái gia đình nho nhỏ của mình. Làm thế nào để con mình được sống, được học, làm thế nào để gia đình của mình trang trải đủ chi tiêu, làm thế nào để mình có một cái danh gì đó về mặt tiền bạc, nhà cửa, tiền bạc xe cộ. Rồi gặp nhau rồi chúng ta khoe nhau. Dạo này mày mua xe mới chưa? Mày đổi cái chung cư đó xuống nhà phố chưa? Rồi mày từ nhà phố mày lên biệt thự chưa? Chúng ta so sánh toàn bộ những thứ bên ngoài mình. Cái thứ mà ngày xưa cái loài quỷ và loài người chơi với nhau á nó đã loại ra khỏi cuộc chơi rồi. Nó bảo cái đó tìm dễ lắm. Còn cái thứ sâu thẳm trong tâm của chúng ta mà mình tìm không được thì đến bây giờ mình vẫn không chịu tìm thế rồi nó trượt đi đến những năm năm mươi mấy sáu mươi rồi chúng ta về hưu chúng ta già bài toán lập lại lại một vòng tròn lập lại ngày xưa mình nuôi con thì bây giờ mình nuôi cháu thế là cả gia đình lại cày bừa để nuôi mấy đứa nhỏ rồi già rồi chết hết một cuộc đời nhìn một cái cuộc đời như vậy thì chúng ta tự suy ngẫm lại xem nó là một phế phẩm hay nó là một sản phẩm Hay nó là một tác phẩm Các bạn thấy dung không? Nó là cái điều gì? Đấy Nếu mà tích cực lắm thì chắc được một sản phẩm thôi Chứ một tác phẩm thì chắc không nổi rồi Đúng không? Tích cực lắm thì tạm gán cho một sản phẩm Còn không coi chừng thành một phế phẩm <laughs> Nhìn cái dòng chảy cuộc đời đó người ta không nhận mình luôn Các bạn quan sát thử một số hiện tượng nha Một số hiện tượng rất hay nha Người Mỹ bàng hoàng vì sự ra đi Của Kết và Anthony Hai nhân vật rất nổi tiếng Một nhà thiết kế danh tiếng Có một cái hãng Chuyên thiết kế thời trang Quần áo, túi, giày dép Trị giá 100 triệu đô và một cái anh khoảng 60 tuổi, 61 tuổi. <laughs> anh này là một đầu bếp nổi tiếng thế giới. <laughs> là một chuyên gia ẩm thực. Đó, và anh này mỗi một năm đều đi vài quốc gia. Đi đến quốc gia nào thì anh ấy nấu ăn chung với những đầu bếp nổi tiếng nhất quốc gia đấy. Thưởng thức những món ăn ngon nhất của quốc gia đấy để rồi trao đổi học hỏi, rồi thăm những cái địa danh đẹp nhất cái quốc gia đấy. Nên về mặt nổi tiếng, là anh này nổi tiếng ghê, rất nhiều người hâm mộ cái lối sống này, đi du lịch khắp nơi, ăn những món ăn ngon nhất và ngắm những khung cảnh ở những nơi đẹp nhất. Nhưng đùng một cái, một doanh nhân nổi tiếng hay là một chuyên gia về ẩm thực, đi khắp nơi thưởng thức, hưởng thụ những cái thứ người khác mơ cũng không có được. Đùng cái trong vòng một tuần cả hai đều tự tử. Tại sao? Tại sao? Các bạn thấy thấy chưa? Thấy cái con quỷ chúa nó hay chưa? Quá hay đúng không? Vì sao? Vì tất cả những cái gì chúng ta gọi là thành công nó chỉ là yếu tố bên ngoài thôi. <laughs> nó chỉ là những cái vật chất ở bên ngoài thôi, hào nhoáng bên ngoài thôi. Chúng ta chưa có năng lực nhìn vào bên trong chính mình. Hạnh phúc đích thực nằm ở bên trong. Bên trong không có hạnh phúc đích thực thì bên ngoài có sơn hào hải vị rồi đến một ngày mình cũng sẽ chán. Bên ngoài dù có tỷ này tỷ kia rồi cũng sẽ chán. Hạnh phúc vốn đến từ bên trong Rất ít người để ý được cái điều này Bên ngoài nó chỉ là chất xúc tác thêm thôi các bạn nhé Một số cái điều kiện thêm ở bên ngoài thì được Nhưng gốc nó vẫn phải ở bên trong Nếu mà tính tỷ lệ với cái kinh nghiệm cuộc đời của tôi Thì tôi tính là hạnh phúc bên trong nó chiếm khoảng 80% 7 80 Hạnh phúc bên ngoài nó chỉ chiếm 2-30% thôi Nó chỉ là những cái điều kiện bổ sung thêm thôi Chứ các bạn không nên lấy nó làm chi phối Hai ba mươi phần trăm thì không thể chi phối được Các bạn thấy dung chưa Còn những cái người mà họ tu luyện ở bên trong cao thủ rồi Thì hạnh phúc bên trong của họ có thể chiếm đến chín mươi chín phần trăm Chín chín phần trăm Tôi thì không phải là cái, cái loại lên núi tu luyện như như vậy Đó, Tôi thì cố gắng tu tập giữa đời thường Sống làm thế nào để bình an, an nhiên, tự tại giữa đời thường đấy giữa một vợ và ba con là tôi thấy ngon lành lắm rồi. <laughs> Đặc biệt mà vợ Việt Nam các bạn biết rồi đúng không? Vợ Việt Nam là đôi khi là sư tử Hà Đông đấy, đúng không? Chứ không phải là con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô ngày xưa nữa. Đấy. Nên các bạn sống an nhiên tự tại nhé. giữa Mấy con sư tử Hà Đông thế đời đã tươi lắm rồi Không dễ gì đâu à. Rồi đây một hiện tượng nữa Từ nãy là một hiện tượng nhé Một người rất thành công về tiền bạc Và một người rất thành công về hưởng thụ Ăn những món ăn ngon nhất Đi những nơi đẹp nhất Nhưng trong một tuần cùng tự tử Và bây giờ chúng ta quay về một quốc gia phát triển nhanh nhất châu Á Trong vòng 40 năm vừa qua đó là Hàn Quốc đúng không? Nếu mà tính 6 70 năm thì Nhật Bản là phát triển nhanh nhất, còn tính thời gian ngắn hơn khoảng 40 năm thì Hàn Quốc phát triển nhanh nhất. Hiện tượng gì đây? Trên cây cầu tên là cây cầu Lotus. Vì có quá nhiều người tự sát từ cây cầu Mapo, à xin lỗi, cây cầu Mapo, à, <laughs> cây cầu Mapo vì có quá nhiều người tự sát từ cây cầu Maple tại Hàn Quốc, công ty bảo hiểm nhân thọ Samsung đã đổi nó thành cây cầu của sự sống với sự nỗ lực ngăn chặn mọi người tự tử. Samsung lắp đèn, dán những hình ảnh, những lời nhắn nhủ tích cực dọc theo cây cầu, à, làm những pano quảng cáo, dán những hình ảnh hưởng tích cực, tư duy tích cực, tư duy tích cực, dán khắp cây cầu. Sau một năm, số người tự sát tăng lên 6 lần. Đố các bạn biết tại sao? Dạ yeah. Không quay về bên trong nhìn lại chính mình Còn lâu mới biết được Cứ dùng tư duy tích cực đi Cứ dùng Cứ mời các chuyên gia tâm lý học đến đi Xem có giải được không? Tôi đảm bảo Tập đoàn Samsung nó đã mời những chuyên gia Tâm lý học đến rồi Chứ không phải nó không mời đâu Nhưng mà giải được hay không thì còn khuya Nhá còn khuya cái năng lực quay về bên trong Không phải chuyên gia tâm lý học nào cũng thấu triệt được đâu Quay về bên trong không phải năng lực của tâm lý đâu các bạn Nó là năng lực của đạo lý Năng lực của đạo lý nó mới quay về bên trong Còn năng lực của tâm lý thì vẫn còn ngây thơ lắm Vẫn còn cảnh lá nha yeah. Những bạn nào đang là dân tâm lý học ngồi đây hơi tự ái một tí thì tôi xin lỗi trước nha yeah. Nhưng đây là một sự thật Xin lỗi nha, yeah. xin lỗi trước đừng có tự ái vội mà nếu lỡ có tự ái thì thôi nghiến răng lại ngồi nghe cho nó hết không sao cả rồi với cái hiện tượng này thì các bạn thử suy nghĩ như thế này này các bạn là một cái người cùng đường rồi nhà cửa thì bố mẹ coi thường mình vì mình ra cuộc đời mình không thành công mà ở một cái xã hội nó đi lao vào nó kiếm tiền mình mà không thành công về nhà là nó xài xệ mình Nó nói bóng, nói gió mình Các bạn đến cơ quan vì các bạn làm việc không thành công thì bị xếp chửi Đồng nghiệp coi thường xếp chửi Bạn bè nó cũng không thèm gặp Vì nó bảo mày không thành công tao không thèm gặp Về đến nhà thì ba mẹ cũng không tôn trọng mình Một ngày đẹp trời các bạn chán đến cung cực rồi Các bạn chuẩn bị nhảy cầu tự tử các bạn đi đến cây cầu Maple Để nó bình thường thì mình còn bình tĩnh Còn đây đến cái cây cầu Maple nó lại dán đầy những câu tích cực Bạn ơi hãy về đi gia đình đang chờ bạn Bạn ơi cuộc sống này nó rất là tươi tươi đẹp Hãy trở về đi Gia đình sẽ ôm bạn trong vòng tay Trời ơi nó nhìn, nhìn mấy cái câu đó xong nó mới chửi Thằng nào viết mấy câu này chẳng hiểu gì tụi tao cả chẳng có ôm, chẳng có ai ôm tụi tao vào lòng. Tao đã mệt mỏi 10 năm nay rồi. Đã đi xin việc không biết bao nhiêu doanh nghiệp rồi. Rồi đã về nhà. Như thế mà gia đình cũng không chấp nhận. Các bạn hình dung chưa? Nên nó đọc những cái câu đó thì nó tự tử nhanh hơn. Ra quyết định tự tử nhanh hơn. À, các nhà tâm lý mà làm như thế này là bệnh nhân sẽ tự tử nhanh hơn nên tư duy tích cực nó không chuẩn đó nhỉ tư duy tích cực nó chỉ lâu lâu chữa lành được một số người tiêu cực ở góc độ vừa vừa thôi còn tư duy đúng đắn nó mới giải quyết được vấn đề tránh tư duy tư duy đúng đắn tư duy tích cực vậy chứ xài một chút xíu thôi đừng xài nhiều rồi các bạn có nhớ một người nào đó nghiện heroin các bạn cứ quan sát những bạn bè của mình Trong cái nhóm mà các bạn chơi Chú bác họ hàng Bạn bè đồng nghiệp Các bạn cứ quan sát gia đình nào mà có người nghiện heroin Rồi một ngày đẹp trời Cái cậu đó bị bắt vào trong trại cải tạo Để cai nghiện heroin Rồi nhốt tù khoảng 3 năm Thì cậu này cậu hết nghiện Vì vào trong trại còn cái gì nữa đúng không Là bị, bị ép uống thuốc cai nghiện nữa Thế là cậu hết nghiện cậu hết nghiện nhưng mà mang tiếng ra tù là một cái thằng mới đi tù về về đến cái xóm cũ về cái gia đình cũ theo các bạn gia đình và hàng xóm và ngay cả doanh nghiệp có chấp nhận cậu này không gia đình hàng xóm doanh nghiệp có chấp nhận cậu này không có chấp nhận vô điều kiện không hay chấp nhận trước mặt đằng sau lưng thì nói kháy mày nhận nó cẩn trọng nha nó là thằng mới đi tù về cẩn thận nha nó là cái thằng nghiện nha mày đừng chơi với nó nha mày với nó ngày xưa là bạn bè nhưng giờ đừng có chơi nha nó đi tù về nha con nó là thằng nghiện nha nha con các bạn hình dung chưa <laughs> Ai ôm vòng tay cho người đó trở về No Một ngày đẹp trời người đó mệt quá Về đến nhà không ai đón nhận <laughs> Đi làm không ai đón nhận Chán quá ra cái cây cầu Mapo chuẩn bị tự tử Đọc mấy cái dòng chữ Bạn ơi cuộc sống còn rất nhiều điều tích cực cần khám phá Bạn ơi người yêu đang chờ ở nhà Bạn ơi ba mẹ bạn đang chờ ở nhà nó đọc xong nó nhổ nước bọt vào thành cầu Rồi nó nhảy tự tử nhanh gấp 6 lần Các bạn hình dung chưa Chúng ta chỉ cần nhìn sâu vào vấn đề một tí Nó đã vỡ ra vấn đề rồi Nên cái năng lực nhìn sâu là vô cùng quan trọng Trong các loại nhìn sâu Nhìn sâu vào chính mình Là yếu tố quan trọng nhất Vì người đầu tiên Cần phải phát triển theo chiều sâu Là chính bạn không phải là ai hết. Tôi không thể nào nhìn sâu giúp các bạn được đúng không? Tôi chỉ hướng dẫn cho các bạn cách nhìn sâu thôi, còn các bạn phải tự nhắm mắt lại nhìn sâu vào chính mình. Và tôi cũng thế, cũng chẳng ai nhìn sâu vào tâm tôi bằng chính tôi cả. Nha, nên ở đây các bạn phải luyện cái năng lực đó, thì nó có phương pháp của nó. Phương pháp này do những cái bậc giác ngộ Những cái bậc thánh nhân Từ hàng nghìn năm nay truyền thủ lại Mà bây giờ khoảng một hai trăm năm nay Chúng ta bị lãng quên Vì chúng ta tự hào khoa học là tất cả Rồi chúng ta tự hào công nghệ là tất cả Facebook, TikTok, Youtube là tất cả Rồi xem chúng ta sẽ chết vì Facebook Chết vì TikTok các bạn cứ thử cho mấy đứa con của nhà mình chơi tiktok từ nhỏ đi xem nó có chết không nó không kịp đến cây cầu mapo đâu mà nó chết ở trên cái điện thoại ấy. chúng ta không có năng lực nhìn lại mình các bạn hình dung chưa Đây. chúng ta nhìn hai cái chỉ số nhé trên thế giới có hai cái loại chỉ số ngược nhau À, nó chỉ đồng điệu được một tí thôi còn hầu hết nó ngược nhau. Đó là chỉ số GDP là chỉ số tiêu thụ sản phẩm và chỉ số GNH là chỉ số hạnh phúc quốc gia. Một cái chỉ số nó miêu tả là cả quốc gia tiêu thụ được bao nhiêu tiền trong vòng một năm. Một cái chỉ số nó miêu tả là quốc gia này có hạnh phúc hay không. Hai chỉ số rất khác nhau. bây giờ chúng ta chỉ nhìn vào cái định nghĩa của hai chỉ số thôi <laughs> một cái định nghĩa này tiêu thụ sản phẩm và một cái định nghĩa là hạnh phúc quốc gia bây giờ các bạn thử suy nghĩ nhé tập nhìn sâu này cho các bạn tiêu thụ tẹt ga luôn có năng lực tiêu bao nhiêu cho tiêu bằng hết có bao nhiêu tiền cho tiêu bằng hết thì có chắc các bạn hạnh phúc không <laughs> nhà nhà tiêu tiền nhà nhà tiêu thụ nhà nhà hưởng thụ thì có chắc dẫn đến hạnh phúc không hay nó dẫn đến đau khổ người già cũng tiêu thụ cho bằng chết người trẻ cũng cố mà tiêu thụ rồi một đứa con nít cũng cố mà tiêu xài thì gdp nó tăng <laughs> thì có chắc chúng ta hạnh phúc không hay chúng ta đau khổ các bạn hình dung chưa nhưng ngược lại chỉ số gnh là chỉ số hạnh phúc nó là một cái chỉ số chúng ta phải sống hài hòa với tự nhiên muốn hài hòa với tự nhiên thì người đầu tiên chúng ta phải hài hòa chính là chúng ta phải hài hòa với chính mình chính mình này này mình phải hài hòa với chính mình cái tiểu vũ trụ bên trong chúng ta này này mình phải thấu hiểu nó mình muốn hài hòa cái đại vũ trụ bên ngoài toàn bộ cái thế giới tự nhiên bên ngoài thì mình phải hài hòa với thế giới tự nhiên bên trong thế giới bên trong của chúng ta thực sự hài hòa chưa thực sự thấu hiểu chưa chúng ta có được cái sự hài hòa ở bên trong có được cái sự hài hòa ở bên ngoài thì hạnh phúc nó xuất hiện mà nếu có sự hài hòa thì tiêu thụ nhiều hay tiêu thụ ít. Sống trên nền tảng của tiêu thụ hay sống trên nền tảng của sự chừng mực và biết điều? Các bạn phân tích thử xem. Thử nhìn sâu vào xem. Sống trên nền tảng của sự chừng mực và biết điều hay là sống trên nền tảng của tiêu thụ đi, tiêu thụ đi, tiêu thụ đi. Các bạn thấy dùng chưa? Cái tiêu thụ đi, kích thích tiêu thụ, cứ tiêu thụ đi là GDP. Còn sống chừng mực cả bên trong, lẫn sống chừng mực cả bên ngoài thì nó mới sinh ra sự hài hòa. Nó mới có hạnh phúc. Và đây mới là cách hạnh phúc bền vững. Chúng ta gìn giữ một cách hài hòa. Còn GDP nó không gìn giữ hài hòa nổi đâu các bạn Nó kích thích tiêu thụ vô tội vạ mà Các bạn mua một cái sản phẩm iPhone mua một cái sản phẩm Samsung 6 tháng sau nó ra con mới Mẫu mới nó bảo nâng cấp đi Mua trả góp đi Các bạn công nhận không? Nó cứ dụ dỗ mình nâng cấp đi Mua trả góp đi mà Trong khi đó Cái con điện thoại cũ chúng ta chưa xài được 1 phần 5 tính năng một phần năm tính năng của con điện thoại chưa xài được. Chúng ta chỉ xài nhiều nhất là tính năng selfie và đăng Facebook với TikTok thôi. Còn mọi tính năng khác chúng ta có xài mấy đâu. Các bạn hãy dùng chưa? Đấy. Nên chúng ta chỉ cần tập nhìn sâu vào GDP. Tập nhìn sâu vào GNH. Ngay lập tức chúng ta nhận ra chỉ số nào mới đích thực cần cho con người. Và chỉ số nào nó gây hại cho con người tại sao một chỉ số gây hại mà người ta vẫn sử dụng một cái chỉ số gây hại mà người ta vẫn sử dụng tại sao vì nó kích được lòng tham của chúng ta kích được lòng tham thì các tập đoàn sẽ bán được nhiều hàng bán được nhiều hàng nó có nhiều tiền và thế giới bây giờ đang định nghĩa thành công là lắm tiền thế thôi vậy đây có phải là một dạng suy nghĩ sai lầm không? Một dạng thiếu hiểu biết không? Một dạng tà kiến không? Vì quan điểm sống chúng ta bị sai lầm, bị tà kiến nên dẫn đến tham tiền, tham quyền, tham tất cả mọi thứ của cái trái đất này. Để rồi chúng ta tranh giành nhau. Tranh giành nhau. Bây giờ chúng ta nhìn thử một vài cái trích đoạn nha. Đời sống xã hội hiện đại tại Mỹ cũng phải đối diện với một thực trạng đáng buồn. Số người Mỹ hàng năm tự sát còn nhiều hơn số người qua đời vì tai nạn giao thông. Trung bình mỗi năm có 45.000 người Mỹ qua đời vì tự sát. Ở Việt Nam không biết mấy chục nghìn. Mỹ 300 triệu, dân thì 45.000 người tự sát. Thì Việt Nam mình nếu 100 triệu chia ba, chắc cũng phải loanh quanh mười mấy nghìn. Nhưng có thể Việt Nam ít hơn, vì Việt Nam, Việt Nam năng lực tiêu thụ không bằng Mỹ Tiêu thụ nhiều bản chất các bạn nhìn thật sâu vào Là lệ thuộc vào yếu tố bên ngoài Lệ thuộc vào yếu tố bên ngoài Tức là yếu tố bên trong bị yếu Yếu tố bên trong bị yếu thì rất hay tự tử Chỉ riêng trong năm nay Trung bình ở Mỹ cứ mỗi tuần lại xảy ra một vụ xả súng Các vụ xả súng giờ đã trở thành thực tiễn Cả học sinh lẫn giáo viên phải sống chung mỗi ngày À, tại một cái trường học Catholic gì này đã phát tấm chắn đạn để chèn trong ba lô cho học sinh. Ở một cái trường học cũng cho phép trẻ em được mang ba lô chống đạn vào trong trường. Và các giáo viên bây giờ đi dạy học, một số giáo viên phải mặc áo chống đạn để lên lớp. Tức là sao? Ba lô chống đạn và áo chống đạn bán khắp nơi, GDP tăng trưởng. Các bạn công nhận không? Cứ tiêu thụ là GDP tăng trưởng Xong mỗi một lần vụ xả súng nó xả ra Thế là vũ khí được tiêu thụ GDP tăng trưởng Xong có một đống người người chết Đống người chết đã chui vào trong bệnh viện Bệnh viện chữa chạy các kiểu cứu được một nửa Một nửa người chết Một nửa người cứu trả một đống tiền GDP tăng trưởng Một nửa người chết chạy hòm công thọ Nó đem đi chôn lại GDP bán tăng trưởng Nó bán được đắt hơn mấy cái quan tài Các bạn thấy đúng không? đấy GDP tăng trưởng nguy hiểm không và lưu ý nhé nếu đo chỉ số GDP nhé các bạn hãy đi nhậu thật nhiều vào GDP cũng tăng trưởng các bạn hãy đi đánh bạc thật nhiều vào GDP cũng tăng trưởng nên GDP nó không đẹp như chúng ta nghĩ đâu nha yeah, chúng ta phải có sự chừng mực trong GDP nó mới đẹp còn chúng ta không thấu đáo với nó thì coi chừng là tiêu tùng cho chính mình và tiêu tùng cho cái trái đất này Kể từ năm 2009, nước Mỹ đã chứng kiến số vụ xả súng trong trường học nhiều gấp 57 lần so với tổng số vụ xả súng trường học của 6 nước công nghiệp phát triển khác cộng lại. Các bạn thấy chưa? Một mình nước Mỹ tiêu thụ và xả súng gấp 57 lần 6 nước khác cộng lại. Tại sao nước Mỹ vẫn cho phép cái điều này? Vì sao? Vì nó mang lại dòng tiền Vì tiền người ta sẵn sàng làm tất cả như các bạn Đây là một cái thứ rất đau lòng đấy Các bạn đừng có nghĩ Ngồi ở vị trí trên cao Mà thấu triệt được đâu Đừng có nghĩ làm quan, làm chức, làm doanh nghiệp nọ, làm doanh nghiệp kia mà thấu triệt được cuộc sống đâu giỏi kiếm tiền và giỏi kiếm quyền hoàn toàn khác năng lực thấu triệt cuộc sống thấu triệt cuộc sống nó thuộc phạm trù đạo lý nó thuộc phạm trù Minh triết chứ nó không thuộc phạm trù GDP à. và đây là một số hiện tượng các bạn nhìn thử nha giới trẻ hàn đối mặt với tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới 40 người Hàn tự tử mỗi ngày, sự thịnh vượng không đi cùng hạnh phúc. Tự tử ở Nhật đã trở thành chuyện hệ trọng quốc gia. Nạn tự sát trong giới trẻ gia tăng trên thế giới. Các bạn sợt về tự tử trên mạng thì ở châu Á là Hàn Quốc là vô địch. Rồi đến Nhật Bản. Còn ở trên thế giới thì người ta thống kê cứ 10 năm một lần thì nạn tự sát nó lại tăng lên khoảng 30 đến 50% nó tăng khủng khiếp tốc độ phi mã nhá nạn tự sát tự tử xảy ra ở khắp nơi ở Hàn Quốc đã đến lúc chúng ta cần tìm đúng trọng tâm của cuộc đời đây là tựa của một bài báo nó nó đăng là người ta loay hoay người ta không giải thích được cái nạn tự tử ở Hàn Quốc nên người ta đặt câu hỏi đâu là trọng tâm cuộc đời Hàn Quốc rất giàu có nhưng sinh ra những thế hệ lạc lối Ẩn đằng sau ánh hào quang là một thế hệ lạc lối. Vì sao? Vì câu chuyện của loài quỷ và loài người. Chúng ta cứ xoay ra tìm kiếm bên ngoài mãi thì chúng ta lạc lối. Cái hạnh phúc đích thực nó nằm ở bên trong chúng ta này. này. Thì chúng ta lãng quên. À. Trọng tâm của cuộc đời nó không nằm ngoài chúng ta. Trọng tâm của cuộc đời nằm ở trong tâm của chúng ta. Làm thế nào để quay về bên trong nhìn nó Làm thế nào để rèn luyện nó à, Chúng ta đi tiếp nha Đây là bánh xe cuộc đời Một cái thứ mà bạn nào đi học phát triển bản thân Cũng phải Được học đúng không Bạn nào đi học tư duy tích cực Bạn nào đi học NLP đều được học Phát triển bản thân theo phong cách phương Tây này Tư duy tích cực này Và NLP Đều học bánh xe cuộc đời Chúng ta phải vẽ ra cái bánh xe 8 bánh à, 8 miếng bánh hay là 10 miếng bánh thì tùy đó Hay là 6 miếng tùy Ở đây tôi lấy một cái ví dụ có 6 miếng Cái vỏ bánh xe có 6 miếng Miếng tiền bạc, miếng danh vọng, sức khỏe, tình yêu, phát triển bản thân và mối quan hệ Và người ta hỏi mình là bánh xe cuộc đời của mình nó tròn chưa? Tròn chưa tức là danh vọng có chưa? Tiền bạc có chưa? Mối quan hệ nhiều chưa? Phát triển bản thân ngon chưa? Tình yêu tình báo ngon lành chưa? Rồi sức khỏe tốt chưa? Nghe thấy có lý không? Nhiều người còn thả vào du lịch có chưa? Đấy, thả thêm tâm linh có chưa? Cầu xin cúng bái có chưa? Đấy, nhiều người họ còn thả thêm không sao? Yeah, ở đây mình tính gọn thôi. Thế bây giờ chúng ta lại quay lại cái slide đầu tiên Chúng ta có nhớ không? Có một cái cô Chủ của một cái hãng thời trang nổi tiếng 100 triệu đô Và có một cái anh Đi du lịch khắp nơi trên thế giới Ăn những món ăn ngon nhất Vì anh ta là đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới mà Bánh xe cuộc đời anh có, có đủ chưa? Bánh xe cuộc đời của các người chủ doanh nghiệp đó có đủ chưa? Danh vọng có, sức khỏe có, tình yêu, tình báo hơi bị nhiều. À, Nổi tiếng như thế thì tôi nghĩ tình yêu tình báo hơi bị nhiều Phát triển bản thân Nghề nghiệp của họ lên đến đỉnh vinh quang Phát triển bản thân rất tốt à, Mối quan hệ của họ rất rộng Tiền bạc họ rất dư Rồi bánh xe cuộc đời tròn rồi đó Rồi nó lăn đi Rồi nó lăn về đâu Bây giờ bánh xe cuộc đời nó méo Nó đứng im một chỗ thì nó còn không lăn thì May ra còn thoát chết Bây giờ nó lăn một hồi nó lăn xuống hố Và cả hai người đều tự tử chung nhau một tuần các bạn thấy chưa bánh xe cuộc đời nó cứ tròn là nó lăn xuống hố thôi mà à, dễ gì mà nó lăn được đúng đường tại sao bánh xe này nó lăn lung tung tại vì cái bánh xe này không có trục nha các bạn đặt câu hỏi trục của bánh xe đâu cái gì là cốt lõi của cái bánh xe này phải trả lời bằng được Sức khỏe có là cốt lõi không? Danh vọng có là cốt lõi không? Tiền bạc có là cốt lõi không? Hay tất cả những yếu tố này nó chỉ là vỏ thôi? Thế lõi của nó là gì? Lõi của nó là gì? Cái trục bánh xe là gì? Trục bánh xe bao gồm những yếu tố gì để thực sự cái bánh xe này lăn đi? Thế nó đến được đích. Cái đích của nó là gì? Là sự hạnh phúc. Cả cuộc đời của chúng ta lao ra bên ngoài tìm rồi cũng đặt lại câu hỏi. Hạnh phúc là gì thôi? Nha. Yeah. Nên cái này câu này hơi khó. Những bạn nào mà nghe YouTube, nghe Facebook của tôi nhiều rồi thì chắc biết. Nhưng những bạn nào mà chưa nghe mới nghe lần đầu thì sẽ hơi sốc để bảo ông này huyên thuyên bậy bạ, Thì kệ nha. Yeah. Bậy bạ một tí nhưng thôi cố nghe, không sao cả. À. Nên chúng ta để ý này. Tôi quan sát khá nhiều bạn nha bánh xe cuộc đời mà tròn sớm quá thì đứa đó rất hay tự tử. Đặc biệt là mấy đứa đứa nhỏ mười mấy hai mươi tuổi mà bánh xe cuộc đời nó tròn hết rồi là rất khoát nó nó phá phách nó quậy phá rồi nó tự tử thôi. 20 tuổi mà danh vọng có rồi này Sức khỏe có rồi Tình yêu tình báo có rồi này Phát triển bản thân Được bố mẹ nhấc lên vị trí tổng giám đốc Bố to con tài Mối quan hệ thừa hưởng từ ba mẹ bạt ngàn luôn Tiền bạc không phải nghĩ ngợi mới 20, 21 Mà bánh xe cuộc đời đã tròn rồi Thì hỏi thế mày sống làm gì Nó nghĩ một hồi nó chẳng biết nó sống làm gì nữa Thì thôi chết đi cho nó rồi gì nữa Các bạn thấy dùng chưa Nên chúng ta mới quan sát Con cái của các đại gia Có phải bánh xe nó tròn sẵn từ khi đẻ không con cái của các đại gia Các bạn nhìn bánh xe cuộc đời đi Nó tròn sẵn từ khi nó mới đẻ nhưng rồi tại sao con cháu của các đại gia phá phách nhiều thế quậy phá nhiều thế ăn chơi trác táng nhiều thế và thậm chí có những cái đứa nó chết vì heroin không báo chí nào dám đăng vậy có chắc là nó tròn không hay nó càng tròn thì nó càng méo thế giờ rồi đặt một cái câu hỏi này mẹ teresa Chúa Giêsu Đức Phật Bánh xe cuộc đời có tròn không? <laughs> Theo các bạn mẹ Teresa tiền bạc đầy đủ chưa? Chưa Cả cuộc đời mẹ có đi kiếm tiền đâu mà làm sao tiền bạc đầy đủ? Danh vọng mẹ đủ chưa? Chưa Cả cuộc đời mẹ làm vì người nghèo mãi về già Thì cái danh tiếng nó mới nổi lên còn 20 năm đầu đời là bao nhiêu thị phi nó đổ về. Các bạn tưởng tượng các bạn là cha là mẹ mà có một người con gái 20 tuổi quyết định đi tu rồi lại bỏ một cái đất nước giàu có như phương Tây sang Ấn Độ làm một cái trại tế bần để giúp trẻ em nghèo. Để giúp những cái đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Rồi cứ như thế cống hiến suốt một đời các bạn suy nghĩ xem nó không có tròn được đâu nha yeah. đấy chúa giêsu có tròn không về tiền bạc tôi nghĩ chúa giêsu cũng không có tròn tôi xem phim tôi đọc kinh điển tôi thấy chúa giêsu là con cái cây gậy cái một một bộ đồ đi khắp nơi giảng chả có cái tiền bạc gì mang theo cả giờ yeah. danh tiếng của ngài cũng chẳng có nổi tiếng gì cả mãi về sau mà khi nổi tiếng thì lại bị bị lính La Mã nó bắt Bây giờ Tình yêu tình báo Ngài cũng chẳng có Ngài chỉ có tình yêu với muôn loài thôi Còn tình yêu tình báo theo cái kiểu như chúng ta là Ngài không có Tình yêu gia đình nhé Vợ chồng con cái Ngài không có Các bạn thấy dung không? Và mối quan hệ à, Ông nọ bà kia Ngài cũng không có Các bạn thấy thấy chưa? Nên những cái vĩ nhân đó Cái vỏ bánh xe nó không có tròn đâu mà nó duy nhất là cái trục bánh xe nó vững, duy nhất là cái trục bánh xe nó vững, nha. Yeah. À. cái trục bánh xe là gì? lát nữa bật mí, giờ bật mí sớm quá, nha. Yeah. lát nữa sẽ bật mí. À. một số bạn sẽ thắc mắc là Đức Phật bánh xe đã tròn, à. Đức Phật bánh xe tròn khi ngài còn ở trong cung điện, nhưng khi ngài đi tu thì bánh xe của ngài mất hết. Đúng không? Lúc Ngài xuất ra đi tu ba y với một bát Chỉ có một cái bát với cả ba bộ đồ để quấn quanh người thôi Còn đâu không còn cái gì hết Chui vào trong rừng sáu năm Làm gì con? Gầy như que, que củi Vì tu khổ khổ hạnh mà Sau 6 năm khổ hạnh Ngài nhận ra khổ hạnh cũng không phải là con đường Sung sướng như một vị hoàng tử cũng không phải là một con đường. Con đường trung đạo thì nó mới mới tốt, tức là vừa đủ thôi. Sống làm sao cho nó vừa đủ thôi, vừa biết đủ thôi. Tức là về sau ngài định nghĩa cái chữ biết đủ theo lối sống của nhà tu hành là ngày ăn một bữa, trước mười 12 giờ trưa, ba bộ quần áo và một cái bát thì gọi là biết đủ. Còn bây giờ chúng ta biết đủ là gì? Là nhà thì phải thiệt là to, phải có xe hơi, phải có xe máy, tủ lạnh phải thiệt là to, TV phải thiệt là oách, dàn âm thanh phải ngon lành, thì chúng ta mới gọi là biết đủ. Thế giờ, nên mình phải xem cái biết đủ của những cái bậc thánh nhân, đó. họ biết đủ kiểu gì, thì cái chỗ biết đủ của chúng ta cố gắng tiết giảm thật nhiều và thì vẫn còn nhiều hơn cái biết đủ của những cái bậc vĩ nhân đi trước chúng ta. Nên cái yếu tố bên trong á, cái trục bánh xe chính là những yếu tố bên trong của chúng ta nhé. Còn danh vọng tiền bạc nó chỉ là cái yếu tố bên ngoài thôi. Yếu tố bên trong, sức mạnh bên trong. Sức mạnh bên trong. Can đảm biến thách thức thành sức mạnh. Sức mạnh của bên trong của chúng ta có ba cái yếu tố nha. Đại diện cái bộ não chính là gì? Trí tuệ. Loài người bộ não vượt trội so với muôn loài trí tuệ hơn người. Trí tuệ hơn muôn muôn loại nhưng bên cạnh đó còn hai yếu tố nữa đó là gì lương tâm hay người ta còn gọi là tình người đó lương tâm cái trí lương chi cái lương tâm của chúng ta tức là cái tâm lương thiện chữ lương dịch ra là chữ thiện nha các bạn cái người lương thiện tức là người người thiện vậy thôi nhưng vì chữ lương và chữ thiện nó đồng nghĩa nên người ta cứ nói vậy đó nên cuối tháng chúng ta lãnh lương á tức là lãnh thiện một tháng có bao nhiêu việc thiện thì nó quy ra thành tiền gọi là lãnh lương còn các bạn làm những cái việc vô bổ thì không được tính lương nên cái trí lương chi cái trí lương tâm của chúng ta á, chính là cái trí tuệ nó được ghép với cái sự tâm thiện trí tuệ của chúng ta nó ghép với những cái sự thiện lương bên trong chúng mình tức là trí tuệ và đạo đức các bạn thấy chưa? Trí tuệ và đạo đức là hai yếu tố bên trong. Trong đạo Phật gọi là từ bi và trí tuệ. Trong Thiên Chúa giáo gọi là bác ái và và trí khôn, sự khôn ngoan và lòng bác ái, yêu thương vô điều kiện cộng với sự khôn ngoan. Còn một yếu tố nữa, can đảm biến thách thức thành sức mạnh cuộc đời của chúng ta không bao giờ bằng phẳng hết được đúng không ba năm bằng phẳng thì sẽ có một năm sóng gió là bình thường mười việc chúng ta nhận về một hai việc khó là bình thường biến thách thức thành sức mạnh còn một yếu tố nữa ý chí nghị lực nghị lực trong mỗi con người của chúng ta nó chống lưng cho đạo đức và cho trí tuệ nở hoa nên ba cái yếu tố bên trong để thành hình nên thành công và hạnh phúc đích thực. Thành công và hạnh phúc đến từ bên trong. Đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Ba yếu tố trục của bánh bánh xe đấy. Thiếu ba yếu tố này thì mọi vỏ bánh xe đều vô ích. Đạo đức, trí tuệ và nghị lực nha, ba yếu tố. chúng ta nhìn thử cuộc đời của chúng ta. Từ lúc chúng ta sinh ra rồi đến lúc 60 về già rồi chúng ta mất. <laughs> 90% chúng ta trôi đi rất bản năng, rất mưu sinh và rất tầm thường, tức là cuộc sống của chúng ta là một phế phẩm hoặc một sản phẩm là cùng thôi. Chứ hiếm khi nào chúng ta biến nó thành một tác phẩm được. Từ 0 đến 12 tuổi Chúng ta copy là chính Các bạn dù có đi học hay không đi học Các bạn vẫn copy môi trường xung quanh Còn những cái người nào mà có tư duy độc lập Là hàng hiếm nha, à, Là đời trước họ có tu tập đấy nha Căn cơ sâu dày thì nhỏ xíu đã có tư duy độc lập rồi Có cái chính kiến riêng á Giai đoạn 12 đến 18 tuổi là giai đoạn học vẹt một phần, học hiểu một phần và Giai đoạn này chúng ta có xu hướng nổi loạn thoát ly Gọi là nổi loạn tuổi tin và có xu hướng thoát ly gia đình à. Thì giai đoạn này các bạn quan sát thấy rất rõ Rất nhiều bạn vẫn học vẹt và rất nhiều bạn bắt đầu bước sang học hiểu Học mà có chiều sâu á. Nhưng cái lượng học có chiều sâu ít 10-20% thôi Giai đoạn thứ ba là giai đoạn 18-24 tuổi Tức là giai đoạn chúng ta bước vào trường đại học và bắt đầu đi làm 1 2 năm đầu tiên. 4 năm học đại học cộng đi làm 1 2 năm. Thì giai đoạn này các bạn bắt đầu học có chiều sâu, ở đại học họ không dạy như ở dưới cấp 3, các bạn buộc phải tự học. Và các bạn bắt đầu đi thực hành làm luận văn, bắt đầu đi xin việc, đúng không? Rồi có những bạn thì đi làm vào những ngày thứ bảy chủ nhật trong quá trình đi học, hè cũng đi làm và buổi tối cũng đi làm tức là chúng ta học có chiều sâu hơn và biết thực hành nhiều hơn. Nhưng có một vấn nạn giai đoạn 18 đến 24 tuổi, vấn nạn vô cùng lớn mà khi tôi học đại học Bách khoa 5 năm tôi nhận ra rất rõ, đó là mọi thói hư tật xấu. 80% các thói hư tật xấu nhiễm trong giai đoạn này. Chúng ta là những người làm giáo dục. nha những bạn nào là những người làm giáo dục phải chăn trở cái chỗ này. Tại sao 17 tuổi trở xuống Thì lượng thói hư tật xấu có 10 phần Thì chắc chỉ chui vào nó 23 thôi Nhưng đến năm 18, 24 Thì lượng thói hư tật xấu gấp mấy lần Chui vào đầu nó Các bạn thấy chưa Cái bài toán này Israel họ giải rất tốt nha. Bhutan họ giải rất tốt Một số quốc gia Phật giáo họ giải rất tốt Tức là họ cho đi lính trước Khi thi đại học Còn một số quốc gia thì bắt đi tu trước khi đi làm phải đi tu hè là phải đi tu ba 3 tháng hè không có cho đi chơi và nếu sư trụ trì mà chưa xác nhận là người đó chưa trưởng thành chưa trưởng thành thì không đơn vị nào nhận quen người yêu không lấy phải có xác nhận là đã đi đi tu rồi 3 tháng 6 tháng 1 năm vài đợt đi tu trong chùa và làm việc trong chùa rất nghiêm túc <laughs> làm việc công quả rất nghiêm túc tu tập học lời dạy của bậc thánh Hiền thiền thiết ngon lành thì mới được coi đó là người lớn Đấy. chứ không phải là tâm sinh lý nó lớn mà nó lớn đâu tâm sinh lý mà nó lớn thì khác gì loài thú đúng không nên cái giai đoạn này là một cái giai đoạn rất kỳ lạ nha <laughs> một số quốc gia giải quyết được cái giai đoạn này thói xấu không nhiễm vào mà thói tối mà thói quen tốt nó xuất hiện còn riêng ở Việt Nam thì tôi thấy giai đoạn này là giai đoạn sinh viên 4 năm sinh viên và 1, 2 năm đi làm Cực kỳ nhiều thói hư tật xấu chui vào Ăn, nhậu, chơi, bời, vũ trường, cà phê, thuốc lá Và thậm chí cả hút chích cũng giai đoạn này Phải xem lại nhá Rồi. Giai đoạn bắt đầu thực sự lập nghiệp và có gia đình là 25 cho đến khoảng 60 tuổi Lập nghiệp và có gia đình ổn định 25 đến 60 tuổi Đây là một giai đoạn rất dài Và hầu hết cuộc đời của chúng ta bị nhấn chìm Trong giai đoạn này rồi lãng quên Đó là sự nghiệp gia đình, sự nghiệp gia đình, sự nghiệp gia đình Sáng cấp ô đi, tối cấp ô về, sáng cấp ô đi, tối cấp ô về Để phục vụ hai vấn đề Sự nghiệp gia đình, sự nghiệp gia đình, hết Đấy. Thì trong cái nhóm 24, 25 cho đến 60 tuổi này này, suốt ngày sự nghiệp với gia đình này này, suốt ngày làm 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 này này. Thì có một giai đoạn rất hay là khoảng ngoài 30 cho đến khoảng 45 tuổi là giai đoạn hoang mang lần thứ hai. Chúng ta hoang mang lần thứ nhất là giai đoạn gì? Giai đoạn kết thúc đại học, chúng ta đi xin việc. Chúng ta hoang mang là không biết mình làm gì ở đâu rồi Môi trường đi làm thì nó có khắc nghiệt hay không Rồi mình chưa có kinh nghiệm thì sao Nhưng cái giai đoạn khoảng 35 cho đến 45 này, này Chúng ta hoang mang lần hai Lúc này sự nghiệp chúng ta tương đối ổn định Công an việc làm cũng tương đối ngon lành Một số bạn đã lên làm chủ rồi Đã giàu có rồi Tiền ra tiền vào biệt thự không còn vấn đề rồi Còn một số bạn thì mới lập gia đình Và cuộc sống mới khá ổn định thôi Nhưng rồi nó vẫn hoang mang cái hoang mang lần hai này chính là đi tìm về ý nghĩa cuộc đời, đi tìm về trục bánh xe. Các bạn nhớ lại bánh xe cuộc đời không? Cái vỏ bánh xe cuộc đời là sự nghiệp và gia đình của chúng ta đấy. Còn cái trục bánh xe là những yếu tố bên trong chính mình. Những yếu tố bên trong chính mình mình bắt đầu có những câu hỏi lớn hơn. Ta sinh ra để làm gì? Tại sao ta lại làm cái nghề này? Nghề này có thực sự có ý nghĩa không? Sống làm sao cho đáng một kiếp một người Những cái chăn trở lớn nó bắt đầu nó bật ra Nên cái giai đoạn mà ngoài 30 nhá Rồi đến khoảng 45 tuổi mà các bạn hoang mang là chúc mừng Bạn nào mà không hoang mang mới là vấn đề đấy nhá Người nào mà giai đoạn này không hoang mang chỉ có hai loại thôi Một loại là lên trên trời ngồi Và một loại là đi biên hòa ngồi Một trong hai loại Còn hầu hết chúng ta đều hoang mang Nhưng chúng ta có để ý không? Có nhắm mắt lại để ý cái sự hoang mang nó ở trong tâm mình không? Hoang mang từ bên trong Cái trục bánh xe nó gõ cửa Nó bảo này anh bạn Làm cái vỏ bánh xe đủ rồi Bây giờ quay trở về bên trong Tiếp tục xử lý cái trục bánh xe đi Tiếp tục xử lý cái lõi đi Cái xử lý cái vỏ như thế đủ rồi Cuộc đời sinh ra lớn lên già rồi chết có 70 năm thôi Ba mươi mấy tuổi một nửa đời người rồi mà chưa quay về cái trục bên trong Nó gõ cửa cọc 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 nó nhắc mình Nó nhắc mình đấy à. Và cuộc đời của tôi là năm 38 tuổi tôi quay về Tôi hoang mang từ những năm hai mươi mấy tuổi cơ Nhưng tôi không nhận ra Vì cái sự nghiệp nó trôi đi Gia đình với sự nghiệp nó cuốn mình đi mình không nhận ra để rồi đến năm 38 tuổi nó quay trở về một lần nữa Và chúng tôi kịp dễ nhánh Vợ chồng chúng tôi kịp dễ nhánh Chúng tôi bỏ kinh doanh Chúng tôi dễ nhánh sang một lĩnh vực mới là làm giáo dục Làm giáo dục cái trục đạo đức trí tuệ nghị lực ấy các bạn Nó vận hành dễ vô cùng Còn bây giờ tôi hỏi các bạn Các bạn làm nghề bán thuốc lá Đạo đức trí tuệ nghị lực nó vận hành kiểu gì Các bạn thấy không Bán thuốc lá là tôi thấy là đạo đức trí tuệ, nghị lực là thấy thua rồi. Càng trí tuệ, càng nghị lực, càng hoang mang vì nó vô đạo đức. Các bạn bán được một triệu bao thuốc lá, tức là các bạn tiếp tay cho một triệu người hút này, gì nữa. Thì một triệu người hút thì 10% bị ung thư thôi. Một phần trăm bị ung thư thôi là mình tiếp tay cho bao nhiêu người ung thư rồi. Thấy chưa? Rồi các bạn mở quán nhậu được không? Các bạn mở làng nướng được không? Giàu có không? Có. Nhưng nó cũng chỉ là sự nghiệp thôi còn cái chiều sâu của đạo đức trí tuệ nghị lực nó không có nên chúng ta vẫn cứ hoang mang các bạn làm giám đốc ngân hàng được không giám đốc chi nhánh nọ chi nhánh kia tổng giám đốc phó tổng giám đốc rồi các bạn cũng hoang mang đúng không các bạn để ý này kinh tế trồi sụt rất nhiều tổng giám đốc tự tử đúng không các bạn cứ nghiệm đi kinh tế thế giới mà nó trao đảo thôi đầy tổng giám đốc tự tử vậy họ có hạnh phúc với cái nghề của họ không họ không hề hạnh phúc với cái nghề của họ thì họ mới tự tử vậy cuộc đời chúng ta mưu cầu hạnh phúc hay là chúng ta mưu cầu thành công cộng với tự tử các bạn hình dung chưa đấy nên cái giai đoạn mà sự nghiệp với gia đình mà các bạn không kịp hoang mang để quay về định hướng lại thì đó là một tai nạn đó là một tai nạn Còn các bạn vì hoang mang mà định hướng lại Vì hoang mang mà biết tầm sư học đạo Thì chúc mừng Đó là một điều hoang mang vô cùng tốt Chúc mừng Nha yeah. Trong số những anh em học viên của chúng tôi à, Các bạn cứ yên tâm Học mà tôi hỏi kỹ là tôi thấy 80% hoang mang 80% luôn và có những bạn hoang mang rất sớm 27 tuổi đã hoang mang rồi 21 tuổi đã hoang mang Mà hoàn toàn không hoang mang về nghề nghiệp Các bạn vô cùng tự tin về năng lực làm việc của mình Nhưng các bạn lại hoang mang là sống một cuộc đời có ý nghĩa Sống một cuộc đời có giá trị thì các bạn hoang mang Thì trường hợp này các bạn chỉ cần chạm vào những người đó một chút xíu thôi Họ dễ nhánh sang một cái hướng mới tốt đẹp hơn rất nhiều vì tuổi trẻ tài cao mà được xếp được rẽ sang một cái nhánh mà nó đi đúng cái trục của nó thì cái xe nó đi tốt vô cùng còn cái xe mà mất trục dù có to xác đến đâu thì cũng nguy hiểm đúng không giai đoạn về hưu là giai đoạn 60 tuổi 60 tuổi là chúng ta bị một cái giai đoạn gọi là sốc tuổi về hưu sốc tuổi về hưu nha những người bị sốc tuổi về hưu là vì thiếu cái trục có cái trục bánh xe các bạn chẳng bao giờ sốc đâu Và có cái trục bánh xe thì quên cái chuyện về Quên cái chuyện về hưu Có cái trục bánh xe rồi thì làm gì còn về hưu nữa Ngày nào cũng là một cái ngày rất đẹp để mà cống hiến Ngày nào cũng là một cái ngày rất đẹp để làm việc sinh ra kết quả Để lại một cái di sản cho cuộc đời Để lại một cái tác phẩm cho cuộc đời thì các bạn vô tư 70 80 vẫn vô tư nha yeah. đấy và lớn hơn 60 tuổi rồi về già thì chúng ta lại thấy các cụ có một cái bệnh đó là gì luyến tiếc quá khứ đúng không kể quá khứ và suốt ngày luyến tiếc quá khứ ngồi bên cạnh các cụ các cụ kể một câu chuyện đủ một nghìn lần mình nghe xong hôm sau gặp cụ kể tiếp nghìn lẻ một nghìn lẻ một đêm chúng ta được lắng nghe mỗi ngày đấy thì đây là những cái dấu hiệu của những cái cuộc đời chúng ta trôi đi rất bản năng, rất mưu sinh và rất tầm thường. Chỉ khi nào chúng ta tìm thấy trục bánh xe của cuộc đời, chúng ta định hướng lại cuộc đời để rồi cuộc sống của chúng ta sâu sắc hơn rất nhiều. Thì mới đích thị là một cuộc sống có ý nghĩa. Nên chúng ta mới thấy là cái cuộc sống bản năng Mưu sinh tầm thường Mặc dù được người đời vinh danh là tiền bạc Nhưng chúng ta nhìn kỹ lại đi Có giống chư bát giới không? Có giống chư bát giới không? Chư bát giới sống cũng rất bản năng Gì nữa? Thấy cô nào đẹp sáp vào tán liền Thấy miếng ăn nào ngon là sáp vào hưởng thụ liền Thấy việc gì khó của 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 gì nhỉ? Của đại đại ca tôn ngộ không là né liền Anh làm đi Đại ca làm đi việc này em không làm đâu Nhưng có gì ăn thì nhớ dành mang về cho em Thấy chưa Cuộc đời của chúng ta rất bản năng Để rồi một ngày đẹp trời Chúng ta tranh giành được Nhiều hơn người Và chúng ta gọi đó là thành công Có thực sự xứng đáng không <laughs> Có xứng đáng một kiếp người Khi chúng ta ghé ngang cái trái đất này không Hành trình tìm về chính mình Loại này khá hiếm và bị người bình thường coi là lập dị. Những bạn nào mà có một cái hành trình chiều sâu quay về chính mình thì thông thường bị mọi người coi là lập dị. Và các bạn là hàng hiếm, các bạn chiếm khoảng từ 1 cho đến 5%. Thậm chí chỉ 1 đến 3% thôi. Nha, còn 97% là sống rất bản năng. À, kiểu như đám nhậu coi người không nhậu là lập dị đám hút chích coi người không hút chích là lập dị, đám tham nhũng coi người trong sạch là lập dị. À, thì cả cái đám nó sống rất bản năng, thì các bạn sống có chiều sâu thì các bạn là lập dị. Dạ. Yeah. Có một cái bức hình rất hay, các bạn nhìn bức hình bên tay phải. Customer inside Khi chúng ta tìm hiểu nhu cầu của khách hàng thì chúng ta phải đào bới cái insight của khách đúng không? thì nó mới ra cái lĩnh vực là customer insight của marketing và của bán hàng chứ và chúng ta được học trong trường đại học học lè lưỡi chứ. nhưng có một customer rất đặc biệt, có một khách hàng rất đặc biệt mà chúng ta chẳng bao giờ để ý cái insight của của nó. Đố các bạn biết đó là ai? Who? Ai? Người nào mà chúng ta chưa bao giờ nghiên cứu thực sự sâu sắc cái insight của người đó Mà suốt ngày đi lọ mọ đi soi cái insight của người bên ngoài Các bạn thấy dung chưa? Đấy Cũng quay về bài toán của cái câu đố của con quỷ và loài người ngày xưa Chúng ta không có năng lực quay về tìm hiểu chính mình Mình là một loại khách hàng vô cùng đặc biệt Khách hàng này nó sống với mình 24 trên 24 nó sống với mình 70 năm Mà mình chưa thực sự nghiêm túc tìm hiểu về nó một cách cực kỳ thấu đáo Chưa bao giờ nhắm mắt lại Đóng lỗ tai lại Ngồi thật im nhìn sâu vào trong tâm mình Inside của mình là gì Không có cái năng lực đó Thì chúng ta đi sai đường hay đi đúng đường Các bạn hình dung chưa Rẽ phải hay rẽ trái không biết Xác suất đi sai đường là rất cao. Nên những cái bạn nào mà có năng lực quay trở về, tìm hiểu chính mình, mình là khách hàng vĩ đại nhất của chính mình. Mình đào bới nó, lục lọi tâm thức của nó, điều trị nó, Chính sửa nó, tìm ra được chiều sâu của chính mình, tìm ra được ý nghĩa cuộc đời của chính mình, hiểu được sống thực sự để làm gì, giá trị sống là gì chân lý cuộc sống là gì góc nhìn nhân sinh quan theo chiều sâu thiên nhiên quan xã hội quan là gì những tâm tư lớn những cái thắc mắc lớn mà không quy thành tiền bạc nó vượt qua tiền bạc nó vượt qua danh vọng nó vượt qua những cái tình cảm cá nhân nó đi vào chiều sâu của nội tâm để rồi một ngày cách tiểu vũ trụ nó được mở cánh cửa ra và từ đó nó cống hiến cho cái đại vũ trụ cái tiểu vũ trụ bên trong mình Cái thế giới bên trong mình được mở ra Thì tự nhiên nó đón nhận và nó phục vụ Cái thế giới bên ngoài một cách rất tự nhiên Sự cống hiến lúc này là một sự cống hiến sâu sắc và chín chắn Hầu hết những bạn trẻ có cái tâm lý này Đều bị coi là lập dị Những bạn nào mà bị coi là lập dị Ngay lập tức liên lạc với ban tổ chức Về với chúng tôi Cộng đồng sống tử tế Viện Đào tạo Bách Khoa sẽ giang ba bàn tay, ba bàn chân ra đón các bạn, chứ không phải hai tay hai chân. Nha. Yeah. Dùng hết sức để đón chào các bạn. Trở về một cái mái nhà chung là cùng nhau đào bới cái nội tâm của mình. Để rồi một ngày chúng ta mở cái cánh cửa cống hiến cho cái cuộc đời này thêm tốt đẹp. Sống cống hiến và lan tỏa điều tử tế. Sống phải có chiều sâu thì cống hiến nó mới có chiều sâu được. Nhá, những bạn nào mà có cái ý định đó, có cái suy nghĩ đó, mạnh dạn liên lạc với ban tổ chức. Cuối giờ kết nối liền đi. Đừng có ngại, đừng để một cuộc đời trôi đi rồi cơm áo gạo tiền nó nuốt chửng mình thì nó phí lắm. Nhá. Đây. Tôi vẽ lại nha Cho cái hình tượng cho nó dễ 6 giai đoạn đời người Giai đoạn thời nhỏ của chúng ta là đi học Đúng không? Chúng ta đi học và sự học đây Nó nằm ở dưới này Thì chúng ta đi học Thì chúng ta thụ động nha Còn chúng ta có cái sự học đích thực Chúng ta có cái sự học đích thực Thì nó sinh ra lý tưởng sự học đích thực nó phải vun bồi được đạo đức trí tuệ nghị lực. Nó phải vun bồi được những ước mơ hoài bão cho trẻ. Còn đi học thì xu hướng là copy copy copy. Copy thì sinh ra thụ động, sinh ra ảo tưởng và sinh ra tham vọng. Các bạn thấy chưa, đi học và sự học là hai khái niệm rất khác nhau. Chúng ta để ý ông Edison hoặc là ông Lincoln ngày xưa là sự học không phải là đi học. Vì ông Lincoln chưa bao giờ được được đến trường nên không có khái niệm đi học nhưng tự đọc sách mỗi ngày tự nghiên cứu tự đào sâu vào sách vở tự khám phá thế giới kỳ bí của sách thì đó là sự học sự học đích thực nó đến từ nội tâm bên trong chứ nó không đến từ thế giới bên ngoài nhiều đâu không đến từ sách giáo khoa nhiều đâu nên đi học thì thường dẫn đến thụ động và ảo tưởng còn sự học thì thường dẫn đến lý tưởng lớn lên một chút các bạn bước ra cuộc đời nha, yeah, bước ra cuộc đời các bạn trở thành người cống hiến thì chúng ta để ý cái sự cống hiến của một cái người trẻ tuổi. Hai mươi mấy tuổi bước ra cuộc đời là cái tâm lý cống hiến từ trên ghế nhà trường sinh viên chúng ta đã có tâm lý này. Rồi đi làm vài năm đầu đời dưới 30 là chúng ta hay cống hiến lắm. Mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi là một dạng cống hiến. Tôi đánh giá rất cao những chương trình đấy. Mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi kiểu kiểu như vậy thì cái cống hiến này này vì chúng ta còn trẻ nên nó hăng hái và nó thiếu chiều sâu. Rất ít người thời thời trẻ mà có chiều sâu nha. Và cũng có những cái bạn đi học rồi đi làm thụ động cũng chẳng cống hiến gì. Còn cái loại mà có cống hiến mặc dù thiếu chiều sâu cũng đã hiếm rồi. Rồi chúng ta lớn lên một chút, chúng ta lập gia đình. Chúng ta xây dựng sự nghiệp, đúng không? 28 tuổi lập gia đình. 30, 31 tuổi lập sự nghiệp Và cái sự nghiệp gia đình này này Nó nuốt chừng mình đây này Cái ô màu tím này này Nó nuốt chừng chúng ta Nó nuốt chừng cho đến lúc chết Sáu mươi mấy tuổi về hưu Nó cứ thế mà nó nuốt Và cái trượt lớn nhất là ở cái ô số 4 này Chúng ta bị trượt này Và ở ô số 4 này chúng ta cũng hoang mang này Đúng không? Một loạt các bạn hoang mang ở ô số 4 này và chúc mừng những bạn nào hoang mang, bắt đầu tầm sư học đạo. Bắt đầu có những câu hỏi lớn, thì các bạn nhảy lên mục số 5. Chính là chiều sâu của nội tâm. Nhảy lên cái mục số 5. Tầm sư học đạo, đọc sách tinh hoa, nghe những bài giảng hay của những vị thiền sư. Đặt những câu hỏi lớn về cuộc đời. Thì chiều sâu của nội tâm dần dần nó mới thình hành. Dần dần nha, chứ không phải đùng cái nó thành hình đâu nha. 3 năm, 5 năm là bình thường à. Lúc này các bạn trưởng thành theo chiều sâu Các bạn trở thành người thổi hồn nhân cách Trưởng thành theo chiều sâu thì mới thổi hồn nhân cách được Lúc này hồn nhân cách của mình nó đã lớn rồi Mình mới thổi hồn cho người khác được Và lúc này các bạn cho đi Các bạn cống hiến vô cùng sâu sắc Sự cống hiến của giai đoạn số 6 Là sự cống hiến đích thực Sự cống hiến của một di sản sự cống hiến của một tác phẩm không còn là một phế phẩm mà cũng không còn là một sản phẩm nữa các bạn hình dung chưa và cái hành trình trưởng thành theo chiều sâu người thổi hồn nhân cách này này chúng tôi gọi đó là nhân sự kế thừa những bạn nào mà muốn đi vào cái chiều sâu của sự trưởng thành này này những bạn nào muốn đi vào cái con đường của người thổi hồn nhân cách này này nha các bạn comment xuống giúp tôi cái chữ nhân sự kế thừa enter giúp tôi một cái viết tắt cũng được nskt nhân sự kế thừa viết tắt các bạn vui lòng comment xuống gửi một thông điệp vào vũ trụ đi để chúng ta có một cái hành trình cùng nhau anh em cùng gắn kết có thầy có sách có bạn đồng hành chung để đi vào chiều sâu cùng chung đồng đội cùng chung chí hướng cuộc đời nó vô cùng đẹp sức mạnh của bó đũa luôn luôn hơn sức mạnh của một chiếc đũa. Các bạn lưu ý cái điều này. Nhân sự kế thừa các bạn comment viết tắt cũng cũng được. NSKT chúng tôi tìm các bạn nhanh hơn. Các bạn comment xuống chữ nhân sự kế thừa viết tắt nha. Hoặc viết liền đều được, nhưng viết tắt thì dễ tìm hơn. Rồi. Rồi những bạn nào cảm thấy cái hành trình này Anh em đi cùng với nhau trong suốt nửa năm, một năm Chúng ta đi cùng với nhau khoảng 5 tháng thôi Nhưng bản chất là đi cùng với nhau suốt đời đấy Chúng ta sẽ gắn bó với nhau suốt đời Cùng nâng đỡ, cùng sẻ chia Cùng giúp đỡ vô điều kiện Trên nền tảng của ba gốc Đạo đức, trí tuệ và nghị lực Trên nền tảng của các trục bánh xe Các bạn comment xuống và quét vào nhóm Zalo vào trong nhóm zalo đi các bạn các bạn nào không vào được nhóm zalo thì chụp hình cái màn hình lại để cái lấy cái điện thoại quét về sau yeah. hoàn toàn vào được nha lấy điện thoại quét máy tính thế là nó vào. Còn không thì chụp hình nó lại, capture nó lại. Rồi lấy cái điện thoại này quét thế là nó nó ra thôi mà. Hoặc chúng ta chụp hình nó lại rồi chúng ta gửi vào trong nhóm Zalo thì nhóm Zalo nó sẽ gợi ý cho chúng ta quét QR đó. Thì nó cũng vào nha. Yeah. Chúng ta nghỉ 30 giây nhá, cho tôi uống nước một cái. những bạn nào trên Facebook và trên YouTube chịu khó vào nhóm Zalo, đặc biệt các bạn trên YouTube vào trong nhóm Zalo. Cái mảng bên nhân sự kế thừa là chúng tôi truyền nghề 100%, không giấu một cái gì cả cam kết truyền nghề 100% và cam kết truyền nghề suốt đời. Ước mơ của chúng tôi không phải là một ước mơ kiếm được nhiều tiền, mà ước mơ của chúng tôi là ước mơ xây dựng một cộng đồng sống tử tế và lan tỏa điều tử tế. Điều tử tế ở đây phải được hiểu nó chính là ba gốc, đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Ước mơ của chúng tôi là trao truyền toàn bộ các trục bánh xe cho các bạn để rồi các bạn trở thành những con người vững chãi với cái trục bánh xe vững chãi đó đi đâu cũng vững chãi hết. Rồi các bạn tiếp tục lan tỏa ra. Ừ. Chúng ta trở thành những con người truyền cảm hứng, những con người thổi hồn nhân cách, những con người có được chiều sâu, những con người mà bị mọi người ngoài đời gọi là lập dị, à. nhưng các bạn biết đừng có ngại sự lập dị, đi mãi nó thành đường. Một con đường chúng ta mới mở ra chúng ta đi có vài người đi thôi thì nó thành một con đường mòn nho nhỏ nó bảo ô con đường này bé lập dị một nghìn người đi nó sẽ bắt đầu thành con đường lớn một triệu người đi nó đã sẽ trở thành đại lộ nha nên vấn đề ở đây là từng con người của chúng ta quyết tâm đi trên con đường này một triệu con đường một triệu con người của chúng ta cùng đi Việt Nam của chúng ta sẽ có một đại lộ của đạo đức trí tuệ và nghị lực các bạn thấy lúc này xã hội nó có đẹp không? sống ở Việt Nam mới thực sự là một cuộc sống đáng sống đúng không? cuộc sống đáng sống nó không lệ thuộc vào quá nhiều tiền như chúng ta nghĩ đâu. <laughs> cuộc sống đáng sống nó lệ thuộc vào cái trục bánh xe của chúng ta. <laughs> rồi chuyển sang slide đi. Em. Ừ. chúng ta đi tiếp nha. Đây là 6 cái giai đoạn mà tôi vẽ lại Chi tiết hơn một chút xíu cho các bạn Các bạn có thể chụp hình lại Để mà tham khảo thêm Đó. Thì cái giai đoạn số 5 Chính là giai đoạn chiều sâu của nội tâm nha, Của đạo đức, trí tuệ, nghị lực Mà các bạn biết đạo đức Trí tuệ và nghị lực đi sâu vào Thì người ta gọi đó là tâm linh Từ bi vô lượng Trí tuệ vô lượng định lực vô lượng chính là tâm linh giới định và và tuệ đi đủ sâu thì nó là hành trình tâm linh thôi chứ có gì đâu nên chúng ta hiểu nó là tâm linh cũng được chúng ta hiểu bằng một ngôn ngữ rất đơn sơ chúng ta có sống tốt hơn mỗi ngày không đạo đức chúng ta có nỗ lực hơn mỗi ngày không nghị lực chúng ta có hiểu biết hơn mỗi ngày không trí tuệ tức là các bạn đang bước vào hành trình tâm linh có thế thôi để rồi một ngày chúng ta cống hiến một cách rất chín chắn Kinh nghiệm sống, kỹ năng sống, sự sâu sắc của nội tâm Và khi chúng ta cống hiến bất cứ một cái điều gì cho cuộc đời Chúng ta đều lòng được đạo đức trí tuệ nghị lực vào Chúng ta đều lòng được cái chiều sâu của nội tâm vào Chúng ta đều lòng được cái ý nghĩa của cuộc sống vào Vậy khi chúng ta lòng cái điều này vào Những cái ý nghĩa chiều sâu này cho cuộc đời họ được hưởng Thì đâu có gì là lập dĩ nó phải là thứ tốt đẹp chứ Làm sao mà lập dị được Lập dị vì ít người đi Chúng ta gọi là lập dị Nhiều người đi Chúng ta sẽ trở thành một cộng đồng rất tuyệt vời Nhiều người đi Cộng đồng sẽ rất tuyệt vời Nhắc lại các bạn Bó đũa Sức mạnh hơn một chiếc đũa Các bạn cứ rời rạc Mỗi một người ở một doanh nghiệp khác nhau Mỗi một người ở một địa phương khác nhau Lâu lâu mới gặp nhau một tí cũng được nhưng chưa tuyệt vời Tuyệt vời là phải hội tụ về Cùng học, cùng hiểu, cùng hành Rồi đến một lúc chúng ta trưởng thành đủ lớn Chúng ta còn hội tụ về cả vật lý nữa cơ Bó đũa hội tụ Rất quan trọng Sức mạnh của cộng đồng nó mới mở ra được Nên các bạn cứ mạnh dạn đăng ký nha Vào cái hành trình nhân sự kế thừa đi Rồi mọi cánh cửa nó bắt đầu nó mở ra Hầu hết chúng ta ở giai đoạn số 4 rồi chúng ta chết màu tím đấy. Các bạn thấy chưa? Và lưu ý nếu chúng ta tập trung vào sự nghiệp gia đình nhiều quá thì sự cống hiến của giai đoạn số 3 chúng ta cũng ít quan tâm. Cống hiến mà nó hơi hăng một tí mình cũng mất dần. Còn có một số bạn thì vẫn giữ được cái sự cống hiến đấy, nhưng cống hiến theo chiều sâu, để lại một di sản, để lại một tác phẩm thì khó. À Đây những anh chàng lập dị. Đây là những anh chàng lập dị. Sáu giai đoạn giờ chúng ta rút lại còn bốn giai đoạn. Đi học sự học, sau đó đi thẳng vào chiều sâu của nội tâm. Các bạn được học nền tảng của đạo lý, được chạm vào đạo nha, yeah. được chạm vào chiều sâu của nội tâm từ lúc trên ghế nhà trường hoặc từ những năm đầu đời đi làm các bạn chạm được vào lời dạy của các bậc thánh hiền từ những lúc cấp 1, cấp 2, cấp 3 và từ những lúc đi làm. Là xu hướng các bạn sẽ chạm vào chiều sâu của nội tâm. Một số bạn vẫn có sự nghiệp vẫn có gia đình, một số bạn bỏ qua sự nghiệp và gia đình luôn, đi thẳng vào cống hiến chín chắn. Giống như mẹ Teresa là đi thẳng vào sự cống hiến chín chắn. Hầu hết chúng ta vẫn phải qua sự nghiệp và gia đình nhưng sự nghiệp và gia đình không trói chân chúng ta được nữa Cái gia đình nho nhỏ nó không trói chân của mình được Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp Giấc mơ con đè nát cuộc đời con Nó không trói chân mình được Những cái giấc mơ còn con đó nó không trói chân mình được Các bạn hãy dung chưa Đấy Thời trẻ mà đã tìm thấy được ý nghĩa cuộc đời là gì Giá trị sống chân thật là gì Chạm được phần nào vô đạo lý, vô chân lý là gì đây là những con người hiếm và hay bị coi là lập dị nhưng chúc mừng các bạn các bạn là những người rất đặc biệt đấy rất đặc biệt đấy nha các bạn ạ nào, nào mà thấy những bạn trẻ mà có cái tố chất đặc biệt như thế này nhớ giới thiệu cho chúng tôi nhé có quà tặng đặc biệt bạn nào mà giới thiệu được một người là có quà tặng đặc biệt ngay quà tặng một lớp rất đặc biệt tên là đọc vị bất kỳ ai à học xong là các bạn hoang mang gấp đôi <laughs> nhưng lớp rất hay à, lớp này mở ra đến đâu là đông kín đến đấy cả nghìn người học và lưu ý lớp này là chúng tôi làm cộng đồng làm miễn phí nhưng vì nó đông quá nên những anh chị nào có đóng góp cho cho cộng đồng chung thì luôn luôn được ưu tiên à, những anh chị nào làm giáo dục là được ưu tiên à. vậy theo các bạn hành trình nào thì nó đơn giản và hành trình nào thì nó phức tạp cuộc đời của chúng ta sinh ra rất đơn giản đúng không thời nhỏ chúng ta rất ngây thơ nên rất đơn giản đơn giản vì sự ngây thơ thiếu hiểu biết rồi cái hành trình mưu sinh nhá sự nghiệp gia đình nó cuốn phăng mình đi ngày ngày đi làm rồi đếm tiền đếm tiền rồi lo con ốm rồi con ăn rồi nó đi học cái gì Doanh nghiệp của mình sống chết ra sao Nó đè nặng lên đôi vai của chúng ta Thấy cuộc sống trời ơi nó phức tạp quá Về nhà vợ chồng chửi nhau trời ơi nó phức tạp quá Con khóc trời ơi nó phức tạp quá Đúng không? Đến cơ quan có bồ nhí trời ơi nó cũng phức tạp quá <laughs> Đấy Các bạn thấy nó dối rắm ghê không? À, dối rắm rất ghê nha Cái ô màu đen này này nó dối rắm ghê lắm đấy nhờ cái sự phức tạp đó đó nhờ cái sự khổ đế đấy khó khăn khổ đế nó đổ ập về đấy thì các bạn bắt đầu có xu hướng tầm sư học đạo tầm sư học đạo tầm sư học đạo để nó gỡ cái sự phức tạp rối rắm này này nên những bạn nào mà đang thành công mà bị phá sản là một tin vui vì các bạn sẽ gỡ nhanh hơn những người thành công luôn đến già thành công luôn đến già họ không gỡ được đâu Nhà đang thành công mà rồi lại lao đầu xuống dốc để mình kịp nhận ra đang hạnh phúc rồi tự nhiên nó lục đục ồ hay vô cùng đang khỏe mạnh tự nhiên nó ốm đau bệnh tật ồ hay vô cùng nó là cái điều kiện để các bạn phát hiện ra cuộc sống này vốn phức tạp việc chúng ta phải gỡ nó việc là chúng ta phải đi xuyên qua nó và muốn gỡ nó muốn đi xuyên qua nó thì quay ra bên ngoài không giải được con quỷ nó đố chúng ta chúng ta quay ra bên ngoài không giải được chúng ta phải quay vào bên trong cái hạt giống đó, nó nằm ở bên trong mình và trước khi để nhìn được cái hạt giống đó thì chúng ta phải tầm sư học đạo vì chỉ có mấy ông thầy dạy về đạo học dạy về chiều sâu của tâm thức mới chỉ cho mình được mấy ông thầy dạy kiếm tiền không chỉ được mấy ông thầy chỉ chỉ được đâu chỗ nào có tiền thôi còn chỗ nào có có, có đạo ông không chỉ được các bạn thấy không chưa? Đấy. Thế là các bạn tầm sư học đạo rồi một ngày các bạn vỡ ra, các bạn nhận ra ồ oh, hạnh phúc là từ bên trong chính mình. Mình chỉ cần xử lý lại mình cho đủ sâu thế là sao? Và các bạn bước vào hành trình chuyển hóa sâu sắc. Các bạn có thầy hiển trí, có nhóm bạn tốt, có tủ sách tinh hoa. Các bạn thường suy ngẫm về cái sự chuyển hóa bên trong chính mình, đúc kết lại. Để rồi một ngày các bạn trở nên đơn giản Cái sự đơn giản này Do sự minh chiết mà có Do sự sâu sắc mà có Cái hành trình của cái trục bánh xe Nó bắt đầu viên mãn Trục bánh xe nó bắt đầu Mọc lên thành một cái cây cổ thụ Đạo đức trí tuệ nghị lực Nó mọc lên thành một cái cây trưởng thành Thì các bạn trở thành đơn giản Trở thành minh chiết Có thế thôi thì cái trạng đơn giản này là cái trạng vô cùng tốt đẹp Hạnh phúc đến từ những điều rất giản đơn Rất bình dị nhưng rất sâu sắc Nên bạn nào mà nhìn cuộc đời bằng những ánh mắt rất đơn sơ mà vẫn rất hạnh phúc Mà vẫn có chiều sâu Chứ không phải hạnh phúc kiểu như một đứa trẻ thơ quăng cho cục kẹo rồi nói ô đời hạnh phúc quá không phải nhá Hạnh phúc đến từ các bạn nhìn đời đơn sơ nhưng lại có chiều sâu thì những bạn đó là có tố chất hơn người Giới thiệu ngay cho ban tổ chức Giới thiệu ngay cho chúng tôi Cũng có quà tặng đặc biệt Các bạn hình dung chưa Quà tặng đặc biệt lúc này Không phải là lớp đọc vị bất kỳ ai nữa Mà một lớp khác cũng rất đầu gấu Gọi là lớp một ngày hạnh phúc Các bạn được học đến hai ngày miễn phí lận Nhưng mà trong đó chỉ có một ngày hạnh phúc thôi Vì ngày đầu tiên là nó gỡ Cái ô màu đen ấy, ở giữa màn hình phức tạp rối rắm đau khổ ngày thứ nhất là đập vỡ nỗi khổ niềm đau để rồi chúng ta hiểu nó chúng ta đi xuyên qua nó thì chúng ta ngày hôm sau là ngày hạnh phúc học hai ngày nhưng thực sự có mỗi ngày hạnh phúc thôi các bạn nhé không sao cả thế là ngon rồi còn hơn cả đời nó rối rắm phức tạp giờ yeah. đấy đỉnh cao của sự phức tạp chính là sự đơn giản và rất nhiều sách nó viết về sự đơn giản sống đơn giản cho mình thanh thản đơn giản hóa cuộc sống đơn giản hóa tình yêu à, nó có một cuốn gọi là đơn giản hóa tình yêu à, ở nhà tôi có sẵn mà tôi chưa đọc xem nó đơn giản hóa tình yêu kiểu gì vì tôi thấy tình yêu nó vốn phức tạp nam đơn yêu thì có vẻ đơn giản hơn nhưng nữ yêu tôi thấy phức tạp lắm à. rồi có mấy câu đúc kết của đức phật này cực kỳ đơn giản mà cực kỳ hay nha Vô bệnh lợi tối thượng, chi túc giàu tối thượng, thành tín tình tối thượng, niết bàn lạc tối thượng. Vô bệnh. Một con người sống luôn luôn khỏe mạnh không có bệnh tật gì, lợi ích lớn nhất. Không phải kiếm tiền là lợi ích lớn nhất, không phải danh vọng là lợi ích lớn nhất. Vô bệnh, luôn luôn khỏe mạnh cả thân và tâm, lợi ích lớn nhất. Chi túc giàu tối thượng làm thế nào là giàu có nhất tri túc biết đủ tri túc dịch ra là sống biết đủ biết đủ là người giàu có nhất chúng ta là một người có hai đống vàng chúng ta ngồi lên hai đống vàng đó nhìn sang thằng hàng xóm nó có ba đống vàng rồi tức vậy chúng ta giàu chưa rồi giàu để làm gì để rồi tức cái thằng bên cạnh Nhà mình có một căn biệt thự Một ngày đẹp trời thấy cái thằng hàng xóm nó đập đi Nó xây căn biệt thự to hơn Các bạn giàu chưa Mua được chiếc xe đạp Nhìn sang thẳng bên cạnh xe máy Mua được chiếc xe máy nhìn sang thẳng bên cạnh nó có ô tô Mua được chiếc xe ô tô nhìn sang bên cạnh nó có máy bay Trực thăng Nhìn sang máy bay trực thăng nó có du thuyền Lòng tham là vô đáy Nên sự giàu có dựa trên lòng tham Không bao giờ có đáy Đấy không phải là sự giàu có đích thực Giàu có đích thực Chi túc giàu tối thượng Sống biết đủ là người giàu có nhất Đấy Đức Phật định nghĩa đấy Hay chưa Câu này mà đến gần 40 tuổi Tôi mới ngẫm nghĩ xong Tôi mới bỏ trời ơi sao mà Các ngày ngày xưa dạy hay thế Mà mình đến nửa đời người Mình mới ngộ ra Mà đọc câu này không biết bao nhiêu lần Lần rồi mà không ngộ được Mình cũng chỉ cảm nhận được sơ sơ thôi nhưng đến khi đi nửa đời người Suy ngẫm không biết bao nhiêu hoàn cảnh Va đập không biết bao nhiêu cuộc sống Lên voi xuống chó mấy lần Thì nhận ra Ồ quả là hay Chi túc là giàu tối thượng Sống đơn giản và biết đủ Đấy là người giàu có nhất Thành tín tình tối thượng Tình cảm nào tốt đẹp nhất à, Câu hỏi hay không Đức Phật không định nghĩa đó là tình mẹ con Không định nghĩa đó là tình vợ chồng Ngài không định nghĩa cái khái niệm yêu đương là tình đẹp nhất No Các nhà thơ, các nhà văn Cứ việc nói tình yêu nam nữ đẹp nhất Kệ các nhà thơ, nhà văn Một bậc giác ngộ định nghĩa này Thành tín tình tối thượng Đơn giản dễ sợ không? Mà hay không? Chân thành và uy tín tình cảm tốt đẹp nhất Đến với nhau thì phải chân thành Đến với nhau thì phải trung thực Có sự chân thành Có sự trung thực Uy tín tự nhiên nó no đến Thành tín tình tối thượng Các bạn áp dụng cái này thật chắc vào Đối xử với ai thật là chân thành Thật là trung thực đi yeah. Rồi uy tín từ từ nó xuất hiện Rồi từ từ các bạn sẽ thấy tình cảm đối với nhau Tự nhiên nó kháng khít Tự nhiên đối xử với nhau như những người bạn thân Chi kỷ Và cuối cùng nết bàn lạc tối thượng thì thú thực tôi chưa vào niết bàn bao giờ nên tôi không giảng được câu này. Các bạn thấy dùng chưa? Tức là mình bớt bản ngã đi thì được, chứ mình vô ngã thì mình chưa đạt được. Nhưng mà các bạn cứ để ý khi mà cái tôi cái bản ngã của chúng ta to ra là chúng ta mất hạnh phúc đúng không? Khi chúng ta cãi nhau là có phải cái tôi của mình nó muốn thắng không? Thì nó mới sinh ra cãi nhau, sinh ra xung đột. Thì rõ ràng là không cãi nhau, sống hòa thuận, hạnh phúc hơn người cãi nhau không cãi nhau sống hòa thuận tức là bản ngã nó nhỏ lại xung đột cãi nhau tranh giành của nhau là bản ngã nó to ra nên bản ngã nhỏ thì hạnh phúc hơn bản ngã to thì vô ngã vô ngã chính là niết bản tu tập để bản ngã biến thành vô ngã chính là đạt được trạng thái niết bản lạc tối thượng an lạc nhất chính là niết bản an lạc nhất chính là vô ngã đó thì ở cái câu này thì tôi thích hai câu ở giữa nhất đó là chi túc giàu tối thượng và thành tín tình tối thượng và hai cái này tôi ứng dụng triệt để cho đời sống của chúng tôi cho chính mình về đời sống của anh em chúng tôi áp dụng rất triệt để đã là sống là phải đơn giản và biết đủ và đối xử với nhau là phải thành tín chân thành và uy tín cứ thế thôi rồi tự động tất cả những cánh cửa khác nó mở ra nên qua đây chúng ta lại nhận ra điều gì đỉnh cao của sự phức tạp chính là sự đơn giản thế nó đơn giản ghê không bao nhiêu mối tình bao nhiêu tâm tư tình cảm cuối cùng đức phật co lại thành tín đi con bao nhiêu sự nghiệp bao nhiêu cầy bừa tiền bạc chứng khoán tài sản nhà đất đức phật đúc kết lại thành một câu chi túc đi con biết đủ đi con thế là xong rồi các bạn thấy hay không những bậc thầy minh chiết cái lời dạy hay vô cùng có nhiều người cả đời không hiểu nhé các bạn nhé Chết vẫn không hiểu cái câu chi túc giàu tối thượng Đến chết vẫn không hiểu thành tín là tình tối thượng Cuộc đời của họ toàn lừa đảo lẫn nhau thôi Thì làm thế nào hiểu được thành tín Tiền bạc thì rất nhiều nhưng đến từ thủ đoạn Đến từ lừa đảo Không thể nào hiểu được chữ thành tín Lòng tham vô vô đáy Hưởng thụ, ăn chơi, xa đoạn Không thể nào hiểu được chữ biết đủ không thể nào hiểu được chữ chi túc. À. Giá trị cuộc đời là một tiến trình xuyên suốt tìm kiếm và trải nghiệm sâu sắc. Tìm kiếm bên trong chính mình chiếm 70%. Chiếm 70%. Và tìm kiếm bên ngoài là 30%. Đào bới thế giới bên trong sau đó mới xoay ra cống hiến cho thế giới bên ngoài. Các bạn thấy dung chưa? Thì các bạn cứ đi đúng cái hành trình này thì giá trị cuộc đời nó sẽ mở ra. Nó sẽ mở ra. Đạo đức, trí tuệ, nghị lực nó sẽ mở ra thôi. Để đào được cái chiều sâu của nó, các bạn cần có 3 yếu tố: thầy hiền trí, nhóm bạn tốt và sách tinh hoa. Để chúng ta cùng học, rồi phải cùng hiểu và phải cùng thực hành. Dễ dàng hơn và hiệu quả hơn rất nhiều, nha. Yeah. Và từ đó các bạn thành hình nên nhân sự kế thừa, người thổi hồn nhân cách và lan tỏa giá trị sống. Các bạn thấy dung chưa? Đi đúng cái hành trình này là nó thành hình nên nhân sự kế thừa, người thổi hồn nhân cách và lan tỏa giá trị sống. Đấy. Đây là cái hình ảnh của nhân sự kế thừa. Cùng chúng ta cùng nhau lên một chiếc thuyền. Chúng ta cùng nhau vượt sóng gió để quay trở về cái trục bánh xe cho nó vững chãi. Một ngày đẹp trời nó vững chãi, chúng ta cống hiến để lại những di sản cho cuộc đời. Cuộc đời của chúng ta trôi qua trở thành một tác phẩm vô cùng đẹp. Khóa đào tạo đội ngũ nhân sự kế, kế, thừa Người thổi hồn nhân cách Chúng tôi có một ước mơ 20 năm nữa các thế hệ trẻ Sống cống hiến và đầy tử tế Khóa này chúng ta rèn luyện trong 4,5 tháng Phải học tránh kiến hoặc dạy con ba gốc trước Nha yeah. Các bạn có thể trở thành giáo viên, có thể trở thành diễn giả, có thể trở thành người cốt trinh chuyên nghiệp, trở thành những người, người lãnh đạo đầy cảm hứng, à, lãnh đạo truyền cảm hứng đấy. Các bạn trở thành những bậc phụ huynh dạy rèn con dễ dàng Và đơn giản nhất Các bạn trở thành con người trưởng thành theo chiều sâu Tự mình phát triển bản thân theo chiều sâu Chưa cần làm xếp cho ai cả Những bạn nào tâm huyết với giáo dục Tâm huyết với đào tạo Tâm huyết cái nghề tư vấn Tâm huyết cái nghề lãnh đạo Hoặc muốn phát triển theo chiều sâu Thì cứ đăng ký vào Được chưa Trong khóa này thì có ba cái món đặc sản ba cái món đặc sản Xuyên suốt khóa nhân sự kế thừa Đó là rèn tâm vững vàng Sống tỉnh thức và sống chuyển hóa ngay trong đời sống Ứng dụng ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta luôn nha Chứ không phải là chúng ta ngồi im đâu nha Ứng dụng về rèn tâm vững tỉnh thức ngay trong đời sống Rèn trí sáng suốt, quan sát đa chiều, đúc kết sâu sắc Nhìn nhận vào lõi của vấn đề Và nhìn rất đa chiều và cuối cùng là chúng ta lan tỏa điều tử tế, chúng ta tạo phước cho chính chúng ta, chúng ta mang lại những tốt đẹp chung cho cả cái cộng đồng này. Chúng ta sẽ được phát triển theo bốn vòng tròn đào tạo. Phát triển đầu tiên là chúng ta trưởng thành về mặt kiến thức. Kiến thức cốt lõi và cô đọng, rất cốt lõi và rất cô đọng. Các sách của cổ nhân minh triết và tinh hoa chúng ta sẽ được học. chờ à? Về mặt kỹ năng, chúng ta sẽ được luyện tự học theo chiều sâu, quan sát phân tích đúc kết đa chiều đi vào lõi và chúng ta được rèn tâm, rèn chỉ số EQ điềm tĩnh an nhiên tự tại giữa đời sống. Về mặt xu hướng tính cách, các bạn sẽ nhận diện những đam mê tiềm ẩn, những hạt giống ngủ ngầm và các bạn định vị lại chính mình một cách sâu sắc hơn rất nhiều. Rất nhiều bạn qua lớp học nhân sự kế thừa đã định vị lại chính mình. Ngày trước định vị sai, Định vị sai thì nó khổ thôi Định vị đúng, nghề nghiệp nó thuận lợi Thành công nó đến cũng dễ dàng hơn Và các mối quan hệ nó hàn gắn lại Định vị đúng, mối quan hệ nó hàn gắn lại Mình ở 6, mình phải định vị mình là 6 Mình nghĩ mình 60, tức là mình ở trên đầu, trên cổ người ta Thì mối quan hệ nó rạn nứt, vậy thôi Nha, Định vị chính mình cũng rất quan trọng Và cuối cùng đó là chúng ta liên tục rèn ba gốc Liên tục, liên tục rèn ba gốc sâu sắc trong suốt năm tháng trời. Cùng với ba báu vật, thầy, sách và bạn tốt. Tin cậy, vững vàng, hỗ trợ lẫn nhau vô điều kiện. Đó. Thì đây chính là hành trình nhân sự kế thừa. Truyền nghề 100%, đào tạo kèm cặp, có đủ sân chơi để các bạn trở thành quân phải. Tôi rất hy vọng 5 năm nữa, 10 năm nữa, có rất nhiều quân phải. Và các bạn có thể phối hợp lại ba người, 5 người trở thành quân phải cũng được Vì để có một cái kinh nghiệm 30 năm như tôi thì có thể hơi lâu Thì vậy các bạn mất 3 năm, 5 năm nhưng ba bạn phối hợp lại ba cây trụm lại nên hòn núi cao Hoàn toàn được nha yeah. Tôi hy vọng là khoảng 5 năm, 10 năm nữa Rất rất nhiều quân phẩy xuất hiện Để rồi Việt Nam mình Cái cộng đồng của chúng ta sống nó thực sự nó đáng sống hơn rất nhiều và đặc biệt là các bạn được tặng được ưu tiên đã là nhân sự kế thừa là được ưu tiên vô cùng trong mọi hành trình ví dụ đọc vị bất kỳ ai là một cái khóa các bạn đăng ký rất khó mặc dù là miễn phí nhưng rất khó đăng ký vì mở ra cái nó đầy ngay và chúng tôi luôn ưu tiên cho những người đã học và đang học được đăng ký trước những anh chị ở bên ngoài đăng ký khó hơn rất nhiều nên những anh chị nào là nhân sự kế thừa thì mặc định sẽ được tặng cái khóa học đọc vị bất kỳ ai này vừa nắm được thần số học vừa nắm được DISC, vừa nắm được nhân tướng, vừa nắm được tứ giác quản lý cảm xúc, nắm được dấu hiệu tâm linh và nắm được tầm nhìn vượt thoát của chính mình. À. Rồi lại được ưu tiên, à, rất nhiều ưu đãi trong học tập. Vì đi vào hành trình nhân sự kế thừa là hành trình cốt lõi mà, hành trình của các trục bánh xe. Nên các bạn được ưu tiên một ngày hạnh phúc, bản chất cuộc sống là gì, phá vỡ những tổn thương, những nỗi đau. Những sợ hãi, những bế tắc xung quanh chúng ta Mối quan hệ bất hòa Chúng ta hàn gắn, chúng ta thấu hiểu như thế nào Thì đây là những cái hành trình Mà đương nhiên là các bạn học nhân sự kế thừa Các bạn sẽ được tặng miễn phí à, Rất hấp dẫn yeah. Đúc kết lại Nhân sự kế thừa Người thổi hồn nhân cách Cùng lan tỏa giá trị sống Đường link bke.edu.vn Xuyệt nhân sự kế sự kế thừa viết tắt nhá. Yeah. NSKT chưa? Các bạn chụp ảnh cái màn hình này này lại lưu lại. Rồi. Bữa nay tôi chia sẻ đến đây thôi nhá. Yeah. Xin trả lại cho ban tổ chức. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ, nhớ lan tỏa. Sống và lan tỏa điều tử tế nhé yeah. Rồi, cảm ơn các bạn. Trả mic lại cho ban tổ chức đây